Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 85. Giang Sách cũng là đã trải qua mưa gió người, làm sao có thể bị cái này hai ba câu nói liền bị dọa cho phát sợ. Nếu như bây giờ liền lùi bước nói, vậy hắn thì không phải là Tu La chiến thần. Chỉ thấy Giang Sách mỉm cười, ở trước mặt tất cả mọi người, ngẩng đầu nói rằng, ta Giang Sách được đang ngồi được thẳng, thân ngay không sợ chết đứng. Các ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, cứ nói đừng ngại. Nếu như các ngươi nói quả thực chính xác, có đạo lý, ta còn phải cảm tạ các ngươi, bởi vì các ngươi giúp ta tìm ra sai lầm, ta mới có thể ở cuộc sống sau này cùng trong công việc nỗ lực cải chính. Lời nói này nói xinh đẹp, bất quá cũng là phi thường tràng diện nói. Thực chất nội dung liền một điểm, ngươi cứ việc nói, ta không sợ. Lý Thành Thiên vui vẻ, ai, người a, luôn là như vậy, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giang Sách, đây chính là người buộc ta, sau đó cũng chớ có trách ta a. Giang Sách nói rằng, yên tâm, người cứ việc nói, có cái gì hậu quả một mình ta gánh chịu, tuyệt đối sẽ không mang thù. Tốt, Lý Thành Thiên đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, ở trước mặt tất cả mọi người nói rằng, nói vậy đại gia cũng đều thật tò mò, đến cùng Giang Sách làm người nào thần cùng căm phẫn sự tình, mới có thể để cho chúng ta cửu lớn người phụ trách cư nhiên biết lâm thời liên hợp lại muốn lật đổ hắn. Đại gia cũng nhất định ở trong lòng muốn, chúng ta 9 người có phải hay không cỏ đầu tường. Vừa mới đem Giang Sách cho tuyển ra đảm đương rồi hội trưởng, hiện tại ngay lập tức sẽ muốn lật đổ hắn, thật không phải là người làm chuyện này. Thế nhưng xin mọi người tin tưởng, chúng ta nếu như không phải có lý do đầy đủ, là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Chúng ta tình nguyện mang tiếng xấu, cũng phải đem Giang Sách cho kéo xuống ngựa. Cái này nói dõng dạc, giống như là lưng đeo ủy khuất lớn lao, muốn làm nhất kiện phi thường oanh oanh liệt liệt sự tình giống nhau. Tất cả mọi người không phải phát biểu ý kiến, đợi nhìn hắn đến cùng đùa giỡn cái trò gì. Lý Thành Thiên là một phi thường thông minh diễn thuyết gia, hắn đang nói một đại thông sau đó, dừng lại khoảng khắc, đem mọi người lòng hiếu kỳ toàn bộ đều treo lên tới, sau đó mới công bố đáp án. Hắn tự tay chỉ hướng Giang Sách, nói rằng, ta muốn nói cho mọi người là, Giang Sách hắn không phải người, hắn là yêu tà hóa thân, là oán khí tập hợp thể. Hắn, là thiên mệnh không cho người. Ngạch, trong lúc nhất thời, sở hữu nhân đô mộng ép. Cái này tình huống gì? Thiên mệnh không cho, đây chính là Lý Thành Thiên đưa cho đi ra lý do sao? Quả thực hoang đường khả tiếu. Đôi ngư người thứ nhất cười lạnh nói, hiện tại cũng thời đại nào, còn làm phong kiến mê tín một bộ này. Hơn nữa, người cái này lý do thoái thác không khỏi cũng quá giả một điểm a. Dù cho ngươi nói Giang luôn là cây hồng bì tử thay đổi, đều so cái gì thiên mệnh không cho cần điểm tựa hơn a. Ha 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 ha. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường bộc phát ra kịch liệt tiếng cười nhạo, sở hữu nhân đô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Thành Thiên. Đúng vậy, đây quả thực quá hoang đường khả tiếu rồi. Chỉ cần đầu óc không có nước vào, cũng sẽ không tin tưởng hắn phen này lý do thoái thác. Thế nhưng, tại chỗ có người trong, có một người không cười. Chính là Giang Sách. Giang Sách biết Lý Thành Thiên không phải ngu xuẩn, vừa vặn tương phản, Lý Thành Thiên cũng là một cái người cực kỳ thông minh, một cái người cực kỳ thông minh, lại nói ra trước mặt mọi người một phen hoang đường khả tiếu lời nói, đây là vì cái gì? Chỉ sợ cái này phía sau còn có ẩn tình. Ở sự tình chưa có hoàn toàn biết rõ ràng trước, Giang Sách nhất khắc cũng không thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, ở đại gia cười nhạo sau khi xong, Đại Chiêu mới vừa đi tới. Lý Thành Thiên dõng dạc nói, đại gia có thể không tin ta theo như lời nói, cho là ta là ở nói bậy, cho là ta cái này nhân loại không đáng tin cậy, miệng đầy chạy xe lửa. Tốt, các ngươi không tin ta không có quan hệ, thế nhưng có một người các ngươi nhất định sẽ tin tưởng. Cái này nhân loại, chính là tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ. Tương Huân, Ân. Giang Sách cùng đôi cá sắc mặt đồng thời thay đổi, một dự cảm bất tường cuộn sạch toàn thân. Tương Huân. Giang Sách trong lòng biết, Tương Huân cùng mình là đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nếu như là dưới tình huống bình thường, Tương Huân tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội Giang Sách sự tình. Vấn đề là, Tương Huân rất có thể là thân bất do kỷ. Phải biết rằng, Tương Huân ở trong thân thể nhưng là có long chi thủy độc, đó là một loại so với phệ tâm tán càng mạnh. Ngay cả Giang Sách cũng còn không có cách nào chế tạo ra giải dược siêu cường chi độc.
Long chi thủy, chính là phệ tâm tản upgrade phiên bản, chính là long mạch đòn sát thủ. Nếu như nói Lão Thiên Tôn trước là dùng phệ tâm tán khống chế được Cát Bạch, Lý Thành Thiên đám người, như vậy, long mạch chính là dùng long chi thủy gắt gao khống chế được Tương Huân. Tương Huân tuy là trong đầu chống đỡ Giang Sách. Thế nhưng, hắn không thể trên mặt nổi biểu hiện ra ngoài, chỉ ít hơi chút có một chút phản bội long mạch ý đồ, như vậy, long mạch tiếp theo tùy thời xử tử Tương Huân. Tương Huân, cũng không thể chết. Cho nên, không phải bài trừ long mạch vì đối phó Giang Sách, mà lợi dụng long chi thủy tới hiếp bức Tương Huân cùng Giang Sách đứng ở mặt đối lập khả năng. Trên thực tế, bọn họ đúng là làm như thế. Long Chảo đã nhìn ra Giang Sách cùng Tương Huân giữ liên hệ, không phải vô cùng đơn giản nghe lén, cấm tiếp xúc là có thể chặt đứt cái này liên lạc. Long Chảo lựa chọn cách làm, chính là làm cho Giang Sách cùng Tương Huân đứng ở mặt đối lập, mới có thể triệt để chặt đứt cái này liên hệ. Không thể không nói, Long Chảo thật đúng là có đủ âm trầm độc, đầu óc cũng thực sự rất dễ sử dụng. Giang Sách, lần đầu tiên cảm thấy chân chính nguy cơ. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Tương Huân từng bước vào hội trường, đi tới mọi người trước mặt. Tương Huân, hắn tại Yến Thành địa vị là rất cao. Bởi vì tại Yến Thành, sở hữu nhân đô sùng bái Long Mạch, cho rằng Long Mạch là Yến Thành gân mạch, là Yến Thành có thể trường thịnh không phải suy then chốt, mà tuân thủ nghiêm ngặt nhà, là duy nhất có thể cùng Long Mạch đối thoại người. Tại Yến Thành lòng của người ta chung. Bọn họ cũng không biết Long Mạch nhưng thật ra là cái tà ác thế lực, bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng, Long Mạch chính là thần hóa thân. Mà Tương Huân làm tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ, sở hữu cùng Long Mạch đối thoại năng lực. Có thể tưởng tượng được, hắn tại Yến Thành nhân dân trong lòng sở hữu bực nào phân lượng. Không khách khí nói, mặc dù là Yến Thành tất cả đại nhân vật chung vào một chỗ, Lão Thiên Tôn, Giang Sách, Cát Bạch, Lý Thành Thiên, Tiêu Học Thần những người này. Hết thảy coi là cùng một chỗ, đều không kịp nổi Tương Huân 1/10, 1%. Đây chính là vì cái gì Tương Huân rất ít lộ diện nguyên nhân. Không phải Tương Huân cố ý chế tạo cảm giác thần bí, mà là địa vị của hắn quá cao, một ngày xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, đều sẽ gây nên gây rối. Trước nữ nhi của hắn tương theo như Vân đi ra, đều sẽ gây nên không nhỏ gây rối, huống chi là Tương Huân bản thân. Hiện tại, Tương Huân tới. Hắn đứng ở trong hội trường, đứng ở trước mắt mọi người. Ở ngắn ngủi an tĩnh sau đó, hội trường ngay lập tức sẽ bộc phát ra to lớn tiếng thét chói tai, không riêng gì nữ nhân, còn rất nhiều nam nhân, bất kể là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, đều ở đây điên cuồng hét to. Bọn họ giống như là thấy được thần minh thông thường, điên cuồng, vô tận điên cuồng. Tương gia chủ, thật là Tương gia chủ. Cuộc đời này có thể nhìn thấy Tương gia chủ, ta không tiếc. Cuồng nhiệt sùng bái, sở hữu nhân đô lâm vào trong điên cuồng, ở nơi này dạng tâm tình dưới, bọn họ còn có thể lãnh tĩnh suy nghĩ vấn đề sao? Hiện tại Tương Huân nói cái gì bọn họ đều sẽ tin tưởng. Các nhân viên an ninh rất hiển nhiên ngay từ đầu cũng biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, cho nên nhanh lên giữ gìn trật tự hiện trường. Ngay từ đầu đại gia còn kỳ quái. Một người bình thường hội nghị để làm chi mời nhiều như vậy bảo an. Bây giờ minh bạch, nguyên lai là Tương Huân tự mình trình diện, na nhiều hơn nữa bảo an cũng không kỳ quái. Tràng diện này, coi như là đem toàn quốc đại bài minh tinh toàn bộ mời tới, cũng không lo như thế. Rất lâu sau đó, hiện trường tiếng quát tháo mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không phải đại gia tính táo, mà chỉ là bởi vì bọn họ kêu mệt mỏi. Tương Huân chậm rãi bước đi lên đã sớm vì hắn chuẩn bị xong sân khấu, đứng ở microphone trước mặt, nhìn chăm chú vào hiện trường khán giả, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Theo sát mà, hắn nghiêm túc nói, mọi người khỏe, ta là Tương Huân. A, à, lại là một hồi thét chói tai. Thanh âm dẹp loạn sau đó, Tương Huân chỉ có tiếp tục nói, giống như đại gia biết giống nhau, ta rất ít lộ diện, thế nhưng ngày hôm nay có một việc để cho ta không thể không đứng ra. Bởi vì chuyện này đã ảnh hưởng đến Yến Thành tương lai số mệnh. Lý Thành Thiên nói số mệnh, sở hữu nhân đô cười nhạo hắn. Thế nhưng Tương Huân nói số mệnh, không có ai cười nhạo, mỗi người đều sùng bái thêm nghiêm túc nghe, ai dám cười nhạo một cái thử xem. Cam đoan nửa phút bị người đánh chết. Dừng một chút, Tương Huân tiếp tục nói, kỳ thực làm cho Giang Sách xuống đài,
cũng không phải là Lý Thành Thiên bọn họ cửu lớn người phụ trách bản ý, mà là ta tìm được bọn họ 9 người, yêu cầu bọn họ làm như thế, đại gia xin không cần đi trách móc nặng nề Lý Thành Thiên bọn họ, có cái gì oán khí, có cái gì nghi vấn, đều có thể hướng ta tới. Đây là đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều nắm ở rồi trên người mình. Những người khác không biết, Giang Sách trong lòng rõ ràng, đây nhất định không phải Thương Huân chủ ý, dùng chân để trần ngẫm lại cũng biết, cái này nhất định là Long Chảo ở sau lưng xử trá. Hiện tại Long Chảo còn không biết trốn cái góc nào bên trong xem cuộc vui. Cái này hắc thủ sau màn, thực sự là đáng trách. Thương Huân tiếp tục nói, vừa mới Lý Thành Thiên cũng nói, Giang Sách là thiên mệnh không cho người, cho nên mới muốn đem hắn thay đổi, không cho hắn tiếp tục làm hội trưởng. Phen này ngôn luận bị mọi người sở chế nhạo, cho rằng là chuyện không thể nào, cho rằng là lời nói vô căn cứ, cho rằng là hoang đường khả tiếu phong kiến mê tín. Kỳ thực cái này trách ta. Lý Thành Thiên hắn đối với chuyện này cũng chỉ là kiến thức nửa vời, là từ ta chỗ này nghe được một chút nội dung mà thôi, cộng thêm bản thân hắn đối với phương diện này không có nghiên cứu, không cụ bị công tín lực, cho nên mới phải gây nên mọi người hiểu lầm. Hiện tại, để ta làm tự mình cho đại gia giải thích, cái gì gọi là thiên mệnh không cho người. Vì sao ta muốn mạo hiểm nguy hiểm to lớn, gắng phải đem Giang Sách cho thay đổi. Tương Huân đều đã đem lời nói đến chỗ này trình độ, kỳ thực, nội dung phía sau là cái gì đã không trọng yếu, bởi vì mặc kệ hắn cho ra cái gì hoang đường giải thích, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Hắn công tín lực cũng không phải là Lý Thành Thiên loại người như vậy có thể so sánh. Hơn nữa, Tương Huân cho ra lý do, cũng nhất định là so với Lý Thành Thiên muốn hoàn thiện, có thể tin. Tất cả ký giả đều đem camera nhắm ngay Tương Huân, bất quá bọn hắn nhưng lòng ở Giang Sách bên kia, bọn họ đều có một cái chung ý thức, Giang Sách người hội trưởng này vị trí, là khẳng định ngồi không yên. Tại Yến Thành, không có người có thể cùng Tương Huân đối kháng. Chớ nhìn hắn không có người nào, lại có thể điều động hết thảy dân chúng tâm tình. Điểm này, ngay cả Lão Thiên Tôn đều tự thẹn phất như. Hơn nữa, nếu như là vẻn vẹn không thích đáng hội trưởng cũng cho qua, sợ là sợ, Giang Sách biết bởi vì Tương Huân chống lại, trở thành Yến Thành tội nhân, trở thành chuột chạy qua đường. Vậy sau này, Giang Sách sợ là tại Yến Thành một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Kế tiếp, Giang Sách hắn sắp sửa đối mặt đi tới Yến Thành nhất nghiêm nghị một lần nguy cơ. Nói thật ra, Giang Sách lúc này quả thực cảm nhận được một phần áp lực cực lớn. Nếu như hôm nay thiên mệnh không cho danh tiếng đè ở trên người của hắn, vẫn là từ Tương Huân tự mình đè lên. Như vậy, Giang Sách sẽ triệt để mất đi tại Yến Thành chỗ đứng tư bản. Đừng nói đặt chân Yến Thành rồi, hắn sợ rằng sẽ bị xếp vào sổ đen, từ nay về sau cấm tiến nhập Yến Thành. Như vậy nghiêm phạt là hiện nay Giang Sách hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Hắn nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn Tương Huân. Sau đó, tất cả mọi người nghe được Tương Huân có quan hệ thiên mệnh không cho giải thích, hắn nói rằng, cái gọi là thiên mệnh không cho, chính là Giang Sách mệnh số cùng Yến Thành số mệnh là bài xích lẫn nhau, không còn cách nào điều hòa. Chỉ cần Giang Sách tại Yến Thành một ngày, lòng mạch sẽ chịu đến một phần tổn hại, nếu như Giang Sách vẫn đợi tại Yến Thành, không tới 3 năm, Yến Thành số mệnh cũng sẽ bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ. Những này qua Yến Thành biến hóa tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, từ Giang Sách sau khi đến, Yến Thành xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hơn nữa đều là hướng phía hư phương hướng phát triển. Vẽ còn tập đoàn, Yến Thành hạch tâm xí nghiệp, cũng là bởi vì Giang Sách đến, mới có thể đi tới hôm nay cùng đồ mạt lộ. Giang Sách, hắn chính là Yến Thành tội nhân. Khá lắm, cái này tội danh thật vẫn rất nghiêm trọng, trực tiếp đem Giang Sách quy định sẵn vì tội nhân. Chẳng khác nào nói Yến Thành số mệnh là có giới hạn, mà Giang Sách mệnh cách vừa vặn khắc chế Yến Thành số mệnh, hắn mỗi phút mỗi giây đều ở đây tiêu hao Yến Thành số mệnh. Tiêu hao Yến Thành số mệnh, vậy thì đồng nghĩa với cướp đi Yến Thành dân chúng vận may. Cứ thế mãi xuống phía dưới, Yến Thành nhân, tự trở nên một nghèo hai trắng, trở thành kẻ nghèo hàn. Có ai nguyện ý trở thành kẻ nghèo hàn? Đương nhiên không người nào nguyện ý. Cho nên, đại gia đem đầu mâu thống nhất nhắm ngay Giang Sách, mỗi một người đều dùng phẫn hận ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Giang Sách, có mấy cái thậm chí đều muốn đi tới cho hắn một quyền. Kỳ thực, Tương Huân nói lời nói này, chỉ cần hơi chút tỉnh táo lại tỉ mỉ phân tích,
đều sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều kẽ hở. Hơn nữa như vậy mê tín đồ đạc, người bình thường cũng sẽ không tuyển trạch tin tưởng. Thế nhưng, đơn giản là những lời này là từ Tương Huân trong miệng nói ra được, đó cũng không giống nhau, Tương Huân tại Yến Thành nhân dân trong lòng, vậy như cùng là như thần tồn tại. Lời của hắn, phải tin. Cho nên, phiền toái tới rồi. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, một đám người tức giận gầm to, làm cho Giang Sách cút đi. Người cái này tang môn ngôi sao, cút cho ta ra Yến Thành. Yến Thành, tuyệt đối không cho phép loại người như ngươi rác rưởi tồn tại, còn không thấy ngại tọa hội trưởng vị trí, ngươi xứng à? Khá lắm, nếu như không phải tưởng gia chủ đúng lúc đứng ra chỉ ra và xác nhận ác ma, chúng ta khả năng liền toàn bộ đều bị người này cho lừa, thật là một ăn tươi nuốt sống bại hoại. Ta đã nói rồi, Giang Sách ngắn ngủi một tháng không tới thời gian là có thể tại Yến Thành phát triển, thật là thiên tài. Ha ha, cảm tình là hấp thu chúng ta Yến Thành long mạch. Đem chúng ta tốt vận đều hấp thu, hại người ích ta, ác tâm đến nhà. Cút ra khỏi Yến Thành, cút ra ngoài. Mọi người đã gần như điên cuồng, từng cái điên cuồng gầm to, nếu như không phải bảo an ngăn, bọn họ ước đoán đã sớm chen nhau lên đem Giang Sách vây, đánh đập tàn nhẫn. Tuy là lấy Giang Sách thân thủ, đến không đến mức bị bọn họ vi ẩu, vấn đề là, người vốn chính là mang tội thân, lại đi ấu đả những dân chúng này lời nói, sẽ chỉ làm thanh danh của ngươi thúi hơn. Vậy thật không có quay lại đường sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Sách nhìn này người điên cuồng, trong lòng âm thầm nói hai chữ, lợi hại. Trước khi tới... Là hắn biết Lý Thành Thiên bọn họ nhất định là nghĩ biện pháp đem mình cho kéo xuống ngựa, vấn đề là, hắn cũng không biết những người này làm sao đem mình cho kéo xuống ngựa, cho nên hắn mới có thể tới xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi đến mới phát hiện, thì ra đối thủ chỉ số IQ cũng là tương đối cao. Dùng bình thường phương thức không còn cách nào đánh bại chính mình, liền tuyển trạch đi nhầm đường, dùng như vậy hoang đường ngôn luận tới nói xấu chính mình. Còn phái ra Tương Huân như thế cái thâm thụ dân chúng kính yêu người đến nói xấu chính mình. Ha ha, long trảo năng lực, nếu so với lão thiên tôn cao hơn một cái cấp bậc A. Mà giờ khắc này long trảo liền lẫn trong đám người, hắn ăn mặc tuyệt không thấy được, giống như là một cái theo xem náo nhiệt tiểu nhân vật giống nhau. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái phía sau màn đại lão, cư nhiên sẽ như thế không để bụng hình tượng. Bất quá! Đây cũng là cũng phù hợp tính cách của hắn. Tiểu Đào bên người nói rằng, chủ nhân, cái này Giang Sách căn bản là không chịu nổi một kích nha. Trước Tiếu Canh, lão thiên tôn với hắn đấu lâu như vậy, dân tộc hồi đều thua, thật không biết cái này hai hàng là ở làm cái gì, quả thực so với phế vật còn phế vật. Long Trảo nở nụ cười, đặc biệt rồi tiện nghi còn khoe mã, nếu như lão thiên tôn cũng có thể khu xử Tương Huân lời nói, cũng sẽ không bị động như vậy, khắp nơi bị đánh. Long Trảo mặc dù tốt đại hỷ công, nhưng hắn cũng là có ưu điểm lớn nhất chính là biết mình bao nhiêu cân lượng. Hắn là một cái rất có tự biết rõ người. Chớ nhìn hắn hiện tại đem Giang Sách đưa vào tuyệt lộ, thế nhưng, hắn biết rõ, cái này cũng không đại biểu chính mình liền thực sự so với Lão Thiên Tôn lợi hại bao nhiêu. Dù sao, Lão Thiên Tôn cũng không thể làm cho Tương Huân làm việc, mà mình có thể. Hơn nữa, Tương Huân âm thầm cấu kết Giang Sách. Khắp nơi cùng Lão Thiên Tôn đối nghịch, điểm này ở Long Trảo nơi đây cũng không tồn tại. Cho nên Long Trảo đối phó Giang Sách mới có thể so với Lão Thiên Tôn dễ dàng nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng điểm này. Tiểu Đào cũng không để ý, chỉ lo vuốt mông ngựa coi như làm cho Lão Thiên Tôn khống chế Tương Huân, cũng tuyệt đối không nghĩ tới dùng phương thức này vội tới Giang Sách đè lên không có chứng cớ tội danh. Nói cho cùng, vẫn là chủ nhân ngươi còn có bản lĩnh. Long Trảo nghe xong cười ha ha, cái chém gió này vỗ thật đúng là gọi một cái thoải mái. Đây cũng là hắn thích đem Tiểu Đào giữ ở bên người nguyên nhân. Lại có mấy người không thích nghe A Dua nịnh hót lời nói. Đặc biệt vẫn là Long Trảo loại này hảo đại hỷ công nhân, thì càng thích nghe xong. Mặc dù có thời điểm hắn biểu hiện dường như không thích, nhưng kỳ thật trong lòng đều là đang lén vui. Đối mặt đầy trời nhục mạ, trách cứ. Giang Sách ngồi ở chỗ ngồi, vẫn không nhúc nhích, có vẻ dường như rất không có cách nào, một điểm nghịch chuyển biện pháp cũng không có. Đôi ngư nhìn sốt ruột, song quyền nắm chặt, thay Giang Sách cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ, cũng bởi vì một cái không có chứng cớ thiên mệnh không cho, tự muốn đem Giang Sách cho đuổi ra Yến Thành. Một tháng qua này nỗ lực toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Quả thực quá hoang đường. Nhưng xem hôm nay cục diện, dường như thật không có phá giải khả năng. Lý Thành Thiên càng là đốt một điếu thuốc, không để ý chút nào cùng hình tượng, dương dương đắc ý nhìn Giang Sách, nói rằng ta ngay từ đầu liền nhắc nhở qua ngươi, chính mình chủ động thoái vị không phải không sao. Không nên ta đem ngươi gốc gác cho lộ ra ngoài, hiện tại tràng diện không thể khống đi. Giang Sách, vào giờ phút này ngươi, biết cái gì gọi là làm khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Ha 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 ha. Hắn vừa nói một bên cười, tiểu nhân sắc mặt lộ rõ. Vừa lúc đó, Giang Sách lại thái độ khác thường cười lớn tiếng lên, tiếng cười kia trực tiếp đem người ở chỗ này đều cho cười mộng ép. Chuyện gì xảy ra? Choáng váng. Lý Thành Thiên đám người nhìn nhau, đều bị cái này tiếng cười sang sáng cho mê hoặc, không rõ có ý tứ, này chửi bới nhân cũng đều ngừng lại, vẻ mặt mộng bức. Giang Sách, ngươi cười cái gì? Giang Sách lúc này mới đình chỉ tiếng cười, nói rằng, ta là đang cười, ta theo Yến Thành dân chúng trong lúc đó náo loạn một cái to lớn hiểu lầm a. Hiểu lầm? Lý Thành Thiên hỏi, hiểu lầm gì đó? Giang Sách tằng hắng một cái, đứng dậy, lớn tiếng nói, các vị, có một việc giấu ở trong lòng ta rất lâu rồi, ta vẫn chưa nói, nhưng là bây giờ ta không thể không nói rồi. Đó chính là kỳ thực ta cũng không phải là thiên mệnh không cho người, mà là cứu thế chi tử. Phốc, lời này vừa ra tới, hiện trường người nhiều như vậy tất cả đều cười vang, trước còn thở phì phò, kết quả bị Giang Sách câu nói đầu tiên làm vui vẻ. Người có thể lại chuyện phiếm một chút sao? Còn cứu thế chi tử, có đã biết nói gì mình sao? Đây không phải là vương bà mại qua mèo khen mèo dài đuôi sao? Không ai tin tưởng hắn. Nhưng Giang Sách một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, tiếp tục nói, khi ta vẫn còn ở Giang Nam khu thời điểm, một ngày ban đêm, ta mộng thấy Phật Tổ. Phật Tổ nói với ta, ta nhưng thật ra là bầu trời hàng long La Hán chuyển thế đầu thai, đời này chính là muốn phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Phật Tổ nói cho ta biết, Yến Thành oán khí đang ở nặng thêm, gần nghênh đón một hồi tai nạn, vì thế, Phật Tổ đặc biệt yêu cầu ta đến đây Yến Thành. Mục đích đúng là muốn tiêu trừ oán khí, bảo hộ long mạch. Tất cả mọi người mộng ép, lời này không khỏi cũng quá xé a. Đây là đang phách huyền huyễn kịch truyền hình sao? Giang Sách tiếp tục nói, kỳ thực cũng không phải là bởi vì ta tới Yến Thành mới đưa đến oán khí càng ngày càng nặng, càng không phải là ta theo long mạch tương khắc, mà là bởi vì long mạch mệnh số trong có này một kiếp, mặc kệ ta tới không đến, long mạch số mệnh đều sẽ giảm xuống. Ta tới Yến Thành chính là muốn bảo hộ long mạch, làm cho long mạch số mệnh khôi phục, làm cho Yến Thành dân chúng được sống cuộc sống tốt. Đại gia không tin phải không? Các ngươi cảm thấy ta phá hủy vẽ còn tập đoàn, là đúng Yến Thành vĩ đại đả kích. Kỳ thực nếu không, xin mọi người suy nghĩ kỹ một chút, vẽ còn tập đoàn rốt cuộc là một cái dạng gì xí nghiệp? Nó, chính là một cái ký sinh tại Yến Thành trên người sâu mọt, là một cái vampire. Diệt trừ nó chính là đối với Yến Thành, đối với long mạch lớn nhất bảo hộ a. Những lời này cùng Tương Huân ngôn luận hoàn toàn tương phản. Một cái nói thiên mệnh không cho, một cái nói cứu thế chi tử, người thông minh đều biết, hai người bọn họ toàn bộ đều là nói bậy. Nhưng làm Yến Thành người thường, bọn họ chỉ biết tuyển trạch tin tưởng một loại trong đó thuyết pháp. Không cần suy nghĩ, tất cả mọi người tuyển trạch tin tưởng Tương Huân. Đùa gì thế? Có ai ăn no dỗi việc, sẽ đi tuyển trạch tin tưởng Giang Sách. Hắn là thứ gì? Tà thuyết mê hoặc người khác, nói bậy. Từ Yến Thành cút ra ngoài. Hấp thu long mạch số mệnh, hại người ích ta, còn không thấy ngại nói mình là cứu thế chi tử, dám. Nữa không biết xấu hổ một chút sao? Mọi người nhao nhao chỉ trích, không ai tin tưởng hắn. Ngay từ đầu còn rất lo lắng Lý Thành Thiên, lúc này lạc vui vẻ lên. Chỉ vào Giang Sách nói rằng, người tờ này phá miệng nhưng thật ra thật có thể nói xạo. Thế nhưng vô dụng, dân chúng con mắt là sáng như tuyết, người là ai đều không lừa được. Giang Sách, người bây giờ kiềm lư kỹ cùng a. Cút ra khỏi Yến Thành, là người kết cục duy nhất. Đối mặt Lý Thành Thiên khiêu khích, Giang Sách bình tĩnh hồi đáp, nói mà không có bằng chứng, chỉ là nói như vậy,
đại gia nhất định là sẽ không tin tưởng ta nói, thế nhưng ta có giống nhau Phật tổ để lại cho ta chứng cứ, tin tưởng mọi người nhìn nhất định sẽ tin tưởng ta theo như lời nói. A hát, Lý Thành Thiên hỏi, vật gì vậy, lấy ra nhìn. Hắn là không tin có vật gì có thể so với Tương Huân lời nói còn muốn dùng được. Lúc này, chỉ thấy Giang Sách từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm nhỏ, sau khi mở ra, bên trong chứa một viên vàng trói lọi hạt châu nhỏ. Có mắt nhọn lập tức liền nhận ra được. Xá Lợi Tử. Giang Sách lập tức nói rằng, không sai, chính là Xá Lợi Tử, đây là ta đời trước sau khi tọa hóa lưu lại Xá Lợi, Phật chủ trong mộng đưa nó giao phó cho ta. Nên bỏ lợi tử có thể ngăn cản tà khí, oán khí, để cho ta gặp giữ hóa lành. Đồng thời, cũng có thể trợ long mạch khôi phục số mệnh. Hiện tại nghe nửa lời này, trong nháy mắt cảm giác độ tin cậy cao rất nhiều. Đây chính là Xá Lợi Tử A, không phải là người nào cũng có thể có. Phải biết rằng, chỉ có đắc đạo cao tăng tại tòa hóa sau đó mới có thể sản sinh Xá Lợi Tử, một tòa trên trăm năm chùa miểu, mấy trăm cái hòa thượng. Cung không thể có thể có như thế một viên Xá Lợi Tử. Mỗi một khỏa Xá Lợi Tử đều là chùa miếu trấn miếu chi bảo, là căn bản không có khả năng cho người khác. Giang Sách một cái thương nhân, chưa từng có tu tập qua Phật hiệu, như thế nào khả năng có được Xá Lợi Tử? Giải thích duy nhất, chính là hắn đời trước là đắc đạo cao tăng, sau khi tọa hóa sinh ra Xá Lợi Tử, hay bởi vì hắn là hàng Long La Hán chuyển thế, cho nên Phật tổ đem Xá Lợi Tử giao cho hắn. Làm cho hắn tới giúp đỡ chính đạo, bảo hộ long mạch. Vậy muốn nói như vậy, nếu không thể đem Giang Sách cho đánh đuổi, còn phải đem Giang Sách lưu lại, yên lành chiêu đãi, toàn lực chống đỡ công việc của hắn. Cái này thật là cũng rất tức cười. Lý Thành Thiên mũi đều khí oai, này cũng chỗ cùng chỗ A. Hắn nhìn về phía Tương Huân, tưởng gia chủ, người không nói hai câu sao. Tương Huân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có vẻ dường như rất bất đắc dĩ tựa như, nói lắp bắp, ngạch. Cái này, Tương Huân cũng bị Giang Sách một chiêu này cho cả bối rối, đáp không được. Còn như là thật bối rối, vẫn giả bộ bối rối, cái này đúng vậy. Trong đám người, Tiểu Đào khí hanh hanh nói rằng, con bà nó, cái này chuyển nguy thành an rồi. Một cái không biết nơi nào lấy được hạt châu nhỏ, liền đem chúng ta kế hoạch làm hỏng rồi. Hắn nhìn thoáng qua Long Chảo. Khi lấy được sau khi đồng ý, la lớn, đại gia không nên bị mắc lừa, viên kia Xá Lợi Tử là giả. Giả. Đối với, nhất định là giả. Đại gia lúc này mới phản ứng kịp, Giang Sách làm sao có thể có Xá Lợi Tử. Nhất định là dùng giả Xá Lợi Tử lừa bịp đại gia, thật đem mọi người trở thành ngu si sao. Phiến tử, miệng đầy lời nói dối. Đáng thẹn a. Trong đám người. Tiểu Đào cười hì hì nói, cái này xem Giang Sách làm sao bây giờ. Coi như cái kia khỏa Xá Lợi Tử là thật thì như thế nào. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, vậy thật cũng sẽ biến thành giả. Long Chảo sờ sờ Tiểu Đào đầu, có thể a, không nhìn ra đi ra ngươi đột nhiên trở nên như vậy thông minh. Đúng vậy. Ngươi có Xá Lợi Tử thì như thế nào? Là thật thì có thể làm gì? Tất cả mọi người nói nó là giả, vậy thật cũng liền biến thành giả. Cộng thêm Tương Huân một phen cổ động, Giang Sách vẫn phải là cút đi. Lý Thành Thiên cười ha hả nói, Giang Sách a Giang Sách, ngươi tất cả vốn liếng đều đem hết a. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn ngươi, còn có thể đùa giỡn cái trò gì. Đang ở hắn vừa dứt lời, một đạo hùng hồn thêm thanh âm tang thương truyền vào hội trường. Viên kia Xá Lợi Tử là thật. Lý Thành Thiên vấn đề, đồng dạng cũng là những người khác vấn đề. Mặc dù nói lão trụ trì đức cao vọng trọng, nhưng hắn nói thật sự là quá không đáng tin cậy, nếu như không để cho ra một hợp lý giải thích, sợ là không cách nào để cho mọi người tại đây tín phục. Lão trụ trì, cũng xin ngài cho ra một hợp lý giải thích. Lý Thành Thiên lại một lần nữa nói rằng, lão trụ trì chắp hai tay, nói một tiếng, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chuyện này vốn là bí mật, không lẽ hướng mọi người công khai. Nhưng lúc này nếu như không nói, sợ là khó có thể mọi người tín phục. Cũng được, Bần Tăng liền nói cho đại gia bí mật này, làm cho đại gia biết vì sao Giang Thí Chủ sẽ là Bần Tăng sư phụ phụ. Chỉ thấy lão trụ trì nhìn chung quanh mọi người một vòng, chậm rãi nói rằng, chuyện này, được từ 30 năm trước nói lên. Bần Tăng sư phụ phụ nghi ngờ không, chính là ở 30 năm trước viên tịch, lão nhân ra ông ta viên tịch sau đó.
ở cổ thụ trong hốc cây lưu lại một khỏa xá lợi tử, chuyện này nói vậy không ít người đều biết. Tất cả mọi người gật đầu, chuyện này đa đa thiểu thiểu đều cũng có nghe thấy. Lão trụ trì tiếp tục nói, đang ở sư phụ ta hắn viên tịch vào đêm đó, từng báo mộng cho ta, nói cho ta biết một bí mật. Sư phụ hắn cũng không phải là người phàm, mà là Đại La Kim Tiên chuyển thế. Đời này tu luyện viên mãn, lưu lại xá lợi tử, chính là vì trở lại thế có thể đủ này xá lợi tử giúp đỡ chính đạo, chữa trị long mạch. Sư phụ hắn nói cho ta biết, 30 năm sau, hắn sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới trở lại Yến Thành, ở Yến Thành khó khăn nhất, oán khí nặng nhất thời điểm, hoàn thành trở về. Đến lúc đó, viên kia ở lại trong hốc cây xá lợi tử sẽ một lần nữa trở lại sư phụ trong tay. Dừng một chút, lão trụ trì nhìn về phía Lý Thành Thiên, nói rằng, Giang thí chủ trong mộng đạt được xá lợi tử, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là 30 năm trước liền đã định trước. Hắn hôm nay trở về, chính là vì hoàn thành sư phụ trước khi lâm chung nguyện vọng giúp đỡ Yến Thành, chữa trị long mạch. Giang thí chủ, chính là ta sư phụ hắn chuyển thế đầu thai. Cho nên, bần tăng mới có thể đối với Giang thí chủ xưng hô một tiếng sư phụ, xin hỏi, có vấn đề gì không? Những lời này nói Lý Thành Thiên á khẩu không trả lời được. Hắn là thực sự không nghĩ tới a, lão trụ trì cái này mồm mép võ thuật thật đúng là dễ sử dụng, mấy câu nói cẩn thận. Giang Sách là lão trụ trì sư phụ chuyển thế, cho nên khi lại chính là lão trụ trì sư phụ phụ, nghe dường như cũng không còn lỗi gì. Hơn nữa, kể từ đó thì càng thêm giải thích rõ viên kia xá lợi tử là thế nào tới. Viên kia xá lợi tử, là nghi ngờ không tọa hóa cuối cùng lưu lại, mà Giang Sách chính là nghi ngờ xe chạy không thế đầu thai lời nói, xá lợi tử dĩ nhiên chính là Giang Sách. Người khác đoạt đều đoạt không đi. Không chỉ có như vậy. Đây càng in thêm chứng Giang Sách là cứu thế con, Đại La Kim Tiên, là hàng Long La Hán hạ phàm trần, phổ thông chúng sinh tới. Cho nên, không chỉ có không thể đánh đuổi Giang Sách, còn tốt hơn tốt chiêu đãi Giang Sách, đem Giang Sách trở thành thượng tân đối đãi. Kéo sao? Rất kéo. Lý Thành Thiên trong đầu rất rõ ràng, đây chính là lão trụ chỉ phối hợp Giang Sách nói lời nói dối. Nhưng có thể phủ định sao? Không thể. Lý Thành Thiên cùng Tương Huân chính bọn nó đang ở dùng lời nói dối gạt người, hiện tại lời của mình bị người khác lợi dụng, muốn lật đổ Giang Sách, vô cùng có khả năng ngay cả mình cũng cùng nhau đẩy ngã. Hơn nữa, lão trụ trì danh vọng là rất cao, Lý Thành Thiên người nào? Lời hắn nói, có thể có lão trụ trì như vậy có lực tin tưởng và nghe theo. Cho nên nói tóm lại, Lý Thành Thiên là biết rõ Giang Sách cùng lão trụ trì miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng chính là không làm gì được bọn họ, loại cảm giác này thật gọi một cái khó chịu a. Lý Thành Thiên nhìn về phía trên võ đài Tương Huân, hy vọng Tương Huân đứng ra cùng lão trụ trì đối một cái. Bởi vì người ở chỗ này ở giữa, có thể so với lão trụ trì danh vọng còn cao, cũng chỉ có Tương Huân rồi. Nhưng lúng túng là, Tương Huân vẻ mặt mộng bức, giống như là bị người nói choáng váng giống nhau, chân tay luống cuống. Căn bản cũng không biết làm như thế nào phản bác cho phải. Chứng kiến Tương Huân bộ dáng kia, Lý Thành Thiên biết hắn là không nhờ vả được. Na, làm sao bây giờ? Lý Thành Thiên cuối cùng nhìn về phía trong đám người Long Chảo, hết thảy kế hoạch đều là Long Chảo làm ra, chuyện bây giờ biến thành cái dạng này, hắn được đứng ra xong việc a. Na Lý Thành Thiên nhưng thật ra tương đương bình tĩnh, cái này lão trụ trì thật đúng là nguy. Biết rõ hắn không có một câu nói là thật, nhưng bây giờ cục diện này, còn cũng không cách nào vạch trần hắn, thực sự là làm. Lúc này, một bên tiểu đào tiến đến Long Chảo bên tai, nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, ta có một cái biện pháp, có thể đem Giang Sách cho làm hỏng. A hát, nói nghe một chút. Vì vậy, tiểu đào dùng phi thường thanh âm yếu ớt ở Long Chảo bên tai nói. Nghe xong kiến nghị, Long Chảo nở nụ cười. Lấy tay vỗ vỗ tiểu đào bả vai, có thể a tiểu tử, điểm ấy tử không sai, cứ dựa theo ngươi nói đi chuẩn bị đi. Tiểu đào ngay lập tức sẽ tiểu bào ly khai hội trường. Lúc này, lão trụ trì đối với mọi người nói rằng, đại gia toàn bộ đều hiểu lầm Giang thí chủ rồi, hắn chẳng những không phải hư hao long mạch hung thủ, ngược lại là bảo hộ long mạch ân nhân a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sự tình đến nơi này cái tình cảnh, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tuyển trạch tin. Lý Thành Thiên trong lòng được kêu là một cái khó chịu a,
lúc đầu đều nhanh muốn đem Giang Sách cho kéo xuống ngựa rồi, kết quả bị một viên xá lợi tử cùng một lão hòa thượng cho phá hủy kế hoạch. Hận a, hận a. Đang ở Lý Thành Thiên cho rằng sự tình đã không có chuyển cơ, nhất định phải thua thời điểm, hết ý tình huống xảy ra. Chỉ thấy tiểu đào từ trong đám người đi ra, nói rằng, lão trụ trì, ngài nói Giang Sách là của ngài sư phụ. Lão trụ trì gật đầu. Tiểu đào còn nói thêm, xin lỗi, không phải ta không tin lão trụ trì lời của ngài, mà là sự thật ấy ở vô cùng hoang đường, làm người ta khó có thể tin. Ta tin tưởng không tốt, không tin cũng không tiện, thực sự làm khó dễ. Lão trụ trì, nếu ngài nói Giang Sách là của ngài sư phụ, hắn là cứu thế con, là hắn chuyển thế, ta đây ngược lại có một ý kiến có thể xác nhận Giang Sách thân phận. Một ngày đi qua, cũng sẽ không có nữa bất kỳ nghi vấn. Đây chính là nín pháp muốn mấy chuyện xấu. Không đợi lão trụ trì mở miệng, Giang Sách chủ động nói rằng, tốt, có ý định gì ngươi hãy nói một chút xem, nếu như có thể chứng thực thân phận của ta tốt nhất, miễn cho đại gia hoài nghi tới hoài nghi đi. Thanh danh của ta không trọng yếu, nếu như bị hủy lão trụ trì danh tiếng vậy coi như không ổn. Tiểu đào nở nụ cười, tốt, coi như ngươi có can đảm, vậy thì tới đi. Hắn vỗ tay một cái, nhất thời, có hai cái tráng hán khiêng một đứa dài 8 mét ống trúc lớn tử, không biết là để làm chi sử. Bên trong hội trường nhân chủ di chuyển tránh ra, cho hai cái tráng hán tránh ra một mảng lớn. Sau đó, hai người bọn họ đem na dài 7, 8 mét ống trúc lớn tử đem thả xuống dưới, đem một đầu mở ra, bên trong là không tâm, chứa một bức tranh quyển. Hai người thận trọng đem bức họa cuộn tròn từ trong ống trúc rút ra. Sau đó, trước mặt của mọi người mở ra. Dài 8 mét, chiều rộng 8 mét. Đây là một bộ tứ tứ phương phương vẽ. Chẳng qua là khi mọi người tại đây chứng kiến bộ kia vẽ nội dung bên trong, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc này dung, là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Cái này 8 mét x 8 mét vĩ đại trên bức họa, cư nhiên rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ. Tờ nguyên bức họa cuộn tròn nhìn sang, nhân con mắt đều phải xem hôn mê. Mấy cái này ý tứ. Lão trụ trì người thứ nhất hỏi, vị thí chủ này, người muốn dùng bức họa này để chứng minh gì đây? Tiểu đào cười hồi đáp, lão trụ trì, các vị, tất cả mọi người thấy được, ở nơi này bức vẽ cuốn lên viết đầy chữ. Nói đúng ra, bức họa này, một vạn đi, một vạn liệt, nói cách khác, nơi này có một vạn vạn. Cũng chính là 100 triệu cái. 100 triệu. Đây là một cái khoa trương đến cực hạn chữ số. Bất quá quả thực như vậy. Bức tranh đó lên mỗi một chữ liền một chút xíu lớn, hơi chút đứng xa một điểm nhìn sang, giống như là rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là con ruồi. Có dày đặc sợ hãi chứng nhân là không thể nhìn, sẽ bị cái này một màn trước mắt cho chán ghét thổ. Tiểu đào tiếp tục nói, mà ở cái này 100 triệu chữ ở giữa. Có một kẻ phản bội, nó không phải, mà là vạn. Nói, tiểu đào còn đặc biệt lấy ra một tờ giấy, đem cùng vạn đều viết xuống tới. Hai chữ này hầu như giống nhau như đúc, chính là phương hướng tương phản mà thôi. Hai chữ đặt chung một chỗ, không phải tỉ mỉ đi xem, cũng không nhất định có thể nhìn ra được phân biệt. Đặc biệt đem một cái vạn đặt ở 100 triệu chữ ở giữa, vậy căn bản chính là không nhìn ra, ai có thể nhìn ra. Đã có người biết tiểu đào muốn làm gì. Quả nhiên, tiểu đào tựa như đại gia dự liệu như vậy, nói rằng cái chữ này rất đặc thù, nó là Phật môn chi chữ. Nếu như Giang Sách thật là La Hán chuyển thế, đó chính là trong mắt không phải nhào nặn cát, tuyệt đối không có khả năng làm cho vạn tên phản đồ này giấu kín ở trong. Cho nên, ý nghĩ của ta chính là, chỉ cần Giang Sách có thể từ nơi này 100 triệu chữ ở giữa tìm ra tên phản đồ kia vạn, ta liền tán thành Giang Sách cùng với lão trụ trì thuyết pháp. Cái này, đại gia nhao nhao nhíu. Đây không phải là ép buộc sao? Đừng nói từ nơi này 100 triệu chữ bên trong tìm ra hay là kẻ phản bội rồi, coi như là đem cái này 100 triệu chữ từ đầu tới đuôi nhìn xong một lần, ước đoán liền cần chừng mấy ngày đường võ thuật a. Cái này cũng chưa tính xem xóa liễu. Có người thử đi tìm, nhìn một hồi con mắt liền ngất xỉu rồi. Căn bản chịu không nổi. Kỳ thực, không cần phải nói tìm ra vạn rồi, coi như là tùy tiện tìm ra một chữ, vậy cũng là tương đương khó khăn, người coi như là ở bên trong thả một cái thao nổi bật như vậy chứ,
kỳ thực cũng hầu như không tìm ra được. Cái gì gọi là biển rộng tìm kim? Cái này kêu là biển rộng tìm kim. Quá khó khăn. Cái này đã vượt qua loài người phạm vi năng lực rồi, nếu như Giang Sách thật có thể làm được, vậy hắn liền thật không phải là người phàm, mà là Đại La Kim Tiên rồi. Tiểu Đào một chiêu này cũng thật là có chế nhạo a, hắn một chiêu này thật là buộc Giang Sách đi tu tiên a. Hơn nữa, cái này còn không là cuối cùng yêu cầu, hắn còn có càng nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ nghe Tiểu Đào nói rằng, đương nhiên, cứ như vậy tìm, chỉ cần có chút kiên nhẫn, chậm rãi tìm, vậy khẳng định là ai cũng có thể tìm ra, xài 10 ngày nửa tháng, na tìm ra sẽ không mới mẻ. Yêu cầu của ta là, chỉ có thể ở 10 min bên trong đem tên phản đồ kia tìm cho ra. Chỉ có thể dùng hai mắt đi tìm, không thể sử dụng bất kỳ đồ biểu diễn gì, cũng cho ta toàn bộ quét hình gì gì đó, vậy không có ý nghĩa. Bất quá, nếu như Giang Sách nhãn thần không tốt lắm nói, ta có thể phóng khoáng một điểm, làm cho hắn đeo mắt kiếng. Yêu cầu này liền thực sự hơi quá đáng. 10 min. Thời gian ngắn như vậy, ngay cả 100 triệu chữ đều không nhìn xong, chớ đừng nói chi là tìm ra tên phản đồ kia rồi. Giang Sách rốt cuộc là cái người phàm, hay là La Hán chuyển thế, chẳng qua là thổi phồng lên, cũng không phải thực sự, hiện tại muốn hắn ở trong vòng 10 phút hoàn thành như vậy khó khăn khiêu chiến, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Không có thể làm được, tuyệt đối không có thể làm được. Không có bất kỳ một người tin tưởng Giang Sách có thể làm được, bao quát Đôi Ngư. Hắn đều lắc đầu liên tục. Đôi Ngư đi lên trước nói rằng, người đây coi là yêu cầu gì. Cái này căn bản là ép buộc, ngươi làm sao không cho bay đến trên Thái Dương đi đâu. Tiểu Đào nở nụ cười, ta đây yêu cầu rất quá đáng sao. Chẳng qua là tìm ra một cái bất đồng chữ mà thôi. Đối với một cái Phật môn người mà nói, tìm ra một cái như vậy kẻ phản bội. Ta muốn, căn bản cũng không chắc là cái gì chuyện rất khó a. Nếu như ngay cả một chút như vậy nho nhỏ trắc trở đều khắc phục không được, như thế nào dám tự xưng Đại La Kim Tiên chuyển thế? Làm sao đi tu phục long mạch? Cái này chụp mũ trừ, để cho ngươi là tiến thối lưỡng nan. Lão trụ trì trên mặt của cũng là âm tình bất định, hắn cũng không còn nghĩ đến địch nhân sẽ như thế giả dối, dĩ nhiên nghĩ đến như vậy biến thái chán ghét phương pháp. Một bên Lý Thành Thiên cười ha hả ồn ào, ta cảm thấy được vị huynh đệ này nói có đạo lý. Giang Sách, nếu như ngươi có thể đủ hoàn thành như vậy khiêu chiến, chúng ta liền tán thành ngươi thuyết pháp, không hề đối với ngươi từng bước ép sát, lại không biết yêu cầu ngươi thoái vị. Có dám hay không khiêu chiến a? Lý Thành Thiên tính đúng liễu Giang Sách nhất định sẽ thất bại. Bởi vì vừa mới Lý Thành Thiên chính hắn đã khảo nghiệm qua, hắn nhìn chằm chằm bức tranh đó nhìn 5 giây. Thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Đừng nói tìm ra bất đồng chữ, có thể bảo trì thanh tỉnh cũng đã rất khó. Nhưng mà, bọn họ vẫn là xem nhẹ liễu Giang Sách can đảm. Liền thấy Giang Sách đi về phía trước một bước, vừa cười vừa nói, đây đúng là một cái phi thường có chuyện khiêu chiến, vì để cho đại gia tin tưởng ta, ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm. Đôi Ngư trừng lớn hai mắt nhìn về phía Giang Sách, thống suất, không muốn a. Chuyện này căn bản là không thể năng hoàn thành. 10 phút, ngay cả 100 triệu chữ đều không nhìn xong, càng chưa nói. Ở đây khán giả cũng đều lại càng hoảng sợ. Thật vẫn có người dám tiếp thu loại này không thể năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định chính là sằng bậy. Lý Thành Thiên căn bản không định bỏ qua cho Giang Sách, hắn vỗ tay một cái, Giang tiên sinh can đảm thật là làm người ta kính nể, nếu Giang tiên sinh đều đáp ứng rồi. Những người khác cũng không cần nói nhảm nữa, như vậy, hiện tại gục tính theo thời gian bắt đầu. Giang Sách khoát tay, chờ chút, ta cần tìm một thích hợp góc độ. Lý Thành Thiên vui vẻ, đi, không kém cái này 2-3 phần đồng hồ. Đừng nói 2-3 phần giờ, coi như là cho Giang Sách 2-3 giờ thời gian, cũng không có thể năng hoàn thành nhiệm vụ này, thử nghĩ một cái, người xem hết một quyển 1 triệu chữ tiểu thuyết cần bao lâu? 100 triệu chữ. Vậy thì tương đương với xem 100 bản trăm vạn chữ tiểu thuyết. 100 bản A, 10 min bên trong từ 100 bản trăm vạn chữ trong tiểu thuyết tìm ra một cái lỗi chính tả. Ha ha, đây là người năng hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không làm được. Lý Thành Thiên cùng Tiểu Đào liếc nhìn nhau, đều ở đây trong lòng thầm vui, thậm chí đều muốn được rồi như thế này Giang Sách sau khi thất bại muốn thế nào nhục nhã hắn. Bên này,
Giang Sách hoàn toàn tiến vào mình nhịp điệu, đem hết thảy những người khác đều ném sau ót. Hắn rời cái băng ngồi xuống, không ngừng điều chỉnh vị trí, cuối cùng, tìm một cái đã có thể thấy rõ ràng trên bức họa chữ, có thể đem cả bức họa quyển đều thu vào đáy mắt vị trí. Có thể. Nghe được Giang Sách nói như vậy, tất cả mọi người khẩn trương, toàn thân dòng máu đều táo động. Ngay cả Long Chảo đều lông tơ dựng thẳng lên tới, cảm giác adrenaline tăng vọt. Ha ha, Giang Sách à Giang Sách, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lúc này làm sao còn sáng tạo kỳ tích. Chỉ thấy Lý Thành Thiên lấy điện thoại di động ra, định ra 10 min đếm ngược thời gian, sau đó trước mặt của mọi người phô bày một lần, xác định không có âm thầm gian lận. Sau đó, Lý Thành Thiên nhấn đếm ngược thời gian cái nút, 10 min đếm ngược thời gian, chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây Giang Sách cùng bức họa cuộn tròn giữa hai người cắt. Ngược lại những người khác không có một tìm ra cái kia bất đồng chữ. Như vậy phi nhân loại nhiệm vụ, bọn họ không tin có người có thể. Nhưng mà, Giang Sách chính là không tin tà. Giang Sách là một cái rất đặc thù người, đầu óc của hắn vô cùng phát triển, khi hắn tập trung tinh lực thời điểm, đại não có thể giống như máy tính giống nhau rất nhanh vận chuyển. Hai mắt của hắn giống như là điện thoại di động camera, đem chọn bức họa quyển thu nhập trong đầu. Sau đó đại não tiến hành rất nhanh phân tích. Đương nhiên, muốn ở 10 min chung bên trong từng bước chữ đi phân rõ, đó là căn bản không kịp. Người chỉ là nhìn xong cái này 100 triệu chữ, vậy cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Cho nên, Giang Sách chỉ có thể bí quá hóa liều, sử dụng một cái phi thường phương pháp đặc thù mắc kẹt chiến thuật. Đây là Giang Sách chính mình phát minh chiến thuật. Hắn bình thường đang chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện đều biết dùng, cũng không có cụ thể phân tích, chính là căn cứ giác quan thứ 6 đi cảm thụ, bất luận cái gì có một chút chỗ không đúng, khả năng chính là sai lầm địa phương. Một chiêu này rất tiện dụng. Bởi vì nếu như toàn bộ đều bình thường, na giác quan thứ 6 chắc là sẽ không phát hiện khác thường, có dị dạng, đã nói lên không hề bình thường địa phương, cực đại xác suất chính là sai lầm địa phương. Đương nhiên, loại phương pháp này là có thất bại nguy hiểm. Thất bại phiêu lưu còn rất lớn. Ở Giang Sách bình thời quá trình sử dụng trong, hắn chỉ có 1/3 xác suất thành công. Lúc này, Giang Sách đánh cuộc. Hắn cũng không có đi từng chữ phân tích, tìm kiếm lệch lạc, mà là đem chọn bức họa quyển thu vào đáy mắt, bắt bọn nó xem thành là một cái chỉnh thể. Hắn không phải muốn đi tìm cái kia lỗi chính tả, mà là muốn tìm ra một cái vướng mắc. Cả bức họa cuốn chúng, nếu như toàn bộ đều là... Đó nhất định là một cái chỉnh thể, không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng nếu như trong đó có một vạn, bất kể thế nào ẩn giấu, cỡ nào bí mật, đều nhất định sẽ có một vướng mắc, cùng chung quanh chữ có vẻ không hợp nhau. Giang Sách phải làm, chính là muốn từ nơi này biên độ nhìn qua hình như là một cái chỉnh thể trong bức tranh, tìm ra cái kia mụn nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Sách mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ. Này quần chúng vây xem cũng đều lau vệt mồ hôi, mỗi một người đều khẩn trương không dám lớn tiếng hô hấp, bọn họ cùng lúc không tin Giang Sách năng hoàn thành khiêu chiến này, nhưng về phương diện khác, bọn họ lại rất chờ mong Giang Sách có thể sáng tạo kỳ tích. Người người đều hy vọng chứng kiến kỳ tích phát sinh, đây là loài người bản năng, cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu chống đỡ Giang Sách. Năm min quá khứ, Giang Sách không chút phản ứng nào có, căn bản tìm không ra cái kia vướng mắc. 7 min quá khứ, Lý Thành Thiên trên mặt của lộ ra nụ cười tà ác. 9 min quá khứ, Tiểu Đào vi vi ngẩng đầu lên, một bộ thắng lợi trong tầm mắt bộ dạng. Đinh linh linh, sốt cục, 10 min đếm ngược thời gian, đến rồi. Na Lý Thành Thiên một giây đồng hồ cũng không có ý định cho nhiều Giang Sách, trực tiếp lắc mình đứng ở Liễu Giang Sách cùng bức họa cuộn tròn trong lúc đó, ngăn trở Liễu Giang Sách ánh mắt. Khái khái. Lý Thành Thiên cố ý ho khan hai tiếng, tiện hề hề nói, Giang tiên sinh, 10 min đã đến, căn cứ ước định, người bây giờ có thể nói cho ta biết cái kia không giống với những chữ khác vạn ở nơi nào sao. Thời gian đã đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Sách, đang chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Đại gia trong lòng đều có một cái cùng chung ý tưởng, hắn nhất định là trả lời không được. Chỉ bất quá, có người vui vẻ, có người thương tâm. Có người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, càng nhiều hơn đều là làm những người đứng xem không phải phát biểu ý kiến. Lý Thành Thiên tiến thêm một bước hỏi, Giang Sách,
xin nói cho ta cái kia không giống với chữ của hắn ở nơi nào. Tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới, Giang Sách thật dài thở ra một hơi. Hắn chậm rãi đứng lên, dụi dụi con mắt, sau đó tự tay đẩy ra che ở trước người Lý Thành Thiên, từng bước hướng phía to lớn kia bức họa cuộn tròn đi tới. Mấy bước sẽ đến trước mặt. Giang Sách cuối cùng nhìn chăm chú vào to lớn kia bức họa cuộn tròn, sau đó đưa tay ra, ngón trỏ phải ấn ở tại bức họa cuộn tròn trên. Hắn chỉ ra vị trí, là bức họa cuộn tròn dưới góc trái địa phương, một cái không tầm thường chút nào, rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi vị trí. Cái kia có khác với hắn vạn chữ, ở nơi này. Một câu nói này, có thể dùng toàn trường náo động. Tìm được. Không thể nào đâu. Mọi người nhao nhao cầm điện thoại di động lên, camera, hướng về phía Giang Sách chính là một trận quay chụp, đem lịch sử này tính kỳ tích thời khắc cho ghi chép xuống. Người nhiều hơn là đem mình kính mắt cho mang lên, hướng phía Giang Sách ngón tay phương hướng nhìn sang. Lý Thành Thiên nhìn một chút Tiểu Đào, từ đối phương hoảng sợ trong ánh mắt đã cảm nhận được một dự cảm bất tường, Giang Sách, hắn. Thực sự. Hô. Lý Thành Thiên hít thở sâu một hơi, nói rằng, ha ha, Giang Sách ngươi xem không muốn ra vẻ, tùy ý ngón tay một cái liền cho rằng có thể hồ lộng qua cửa. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta tới kiểm tra một chút. Hắn từng bước đi tới trước mặt, vì có thể thấy rõ ràng, Giang Sách còn đặc biệt dùng bút máy đem chữ kia rõ ràng nhớ đi ra. Lý Thành Thiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Sách tiêu ký đi ra chữ kia đang nhìn. Là vạn, đúng là vạn. Đây chính là tên phản đồ kia, chu vi toàn bộ đều là Phật giáo chữ, chỉ có cái này vạn phương hướng bất đồng, cái này không sai được. Giang Sách hắn xác xác thật thật ở 10 min bên trong, liền hoàn thành không thể khiêu chiến. Ầm một tiếng, Lý Thành Thiên liên chiến cũng đứng bất ổn, đặt mông ngồi sập xuống đất, triệt để mất đi sức phản kháng. Hắn thất vọng, hắn kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là sợ. Lý Thành Thiên vạn phần hoảng sợ nhìn Giang Sách, không biết vì sao, hắn cư nhiên cũng bắt đầu tin tưởng Giang Sách chính là hàng Long La Hán chuyển thế loại thuyết pháp này rồi. Nếu không, giải thích thế nào Giang Sách có thể ở 10 min bên trong từ 100 triệu cái tương cận chữ trong tìm ra cái kia bất đồng vạn. Giang Sách, ngươi đến cùng vẫn là nhân loại sao? Không đợi Giang Sách mở miệng, lão trụ trì lên đường một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng nói. Giang thí chủ hắn là Đại La Kim Tiên chuyển thế, là ta sư phụ đầu thai chuyển thế, đầu thai làm người. Hắn đã là người, lại siêu thoát phàm nhân phạm trù, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin a. Tin tưởng, không tin cũng không được a. Lý Thành Thiên cúi đầu, phi thường tuyệt vọng nói rằng ta. Tin, Giang Sách hắn chính là vì khôi phục long mạch mà chuyển thế đầu thai cứu thế con. Hắn là tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt. Hiện trường bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay, là hiến cho Giang Sách tiếng vỗ tay. Có thể làm được như vậy kỳ tích, cấp cho tiếng vỗ tay cũng không quá phận, hơn nữa hiện tại hiểu lầm giải thích rõ, đại gia liền đối với Giang Sách càng thêm tôn kính. Càng dụ người hô lớn, Giang tiên sinh, xin ngài nhất định phải ở lại Yến Thành, vì Yến Thành phát quang phát nhiệt. Vừa mới vẫn còn ở ghét bỏ Giang Sách, chỉ chớp mắt mà bắt đầu thổi phồng hắn, làm cho hắn lưu lại phát quang phát nhiệt. Đám người này tố chất thực sự là có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Giang Sách nhưng thật ra không có ý trách cứ, phất tay ý bảo nói, xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại. Quay đầu lại, Giang Sách nhìn về phía trên võ đài Thương Huân, hỏi tưởng gia chủ, hiện tại hiểu lầm ly rõ ràng, có thể hay không xin ngài không muốn nữa đối ta nhiều hơn trách móc nặng nề. Chỉ thấy Thương Huân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giận quá, hắn lạnh rên một tiếng. Không nói được một lời, trực tiếp chắp hai tay sau lưng từ hội trường rời đi. Cảm giác kia giống như là Tương Huân động sấm sét cơn giận giống nhau. Nhưng mà, trong đám người Long Trảo hứ một ngụm, nói rằng, thật đờ cây em biết trang bị a, đây không phải là diễn cho lão tử ta xem sao. Giang Sách thắng, tiểu tử ngươi không biết trong lòng cao hứng đến bộ dáng gì nữa, còn ở đây cho ta trang bị lão sói vẫy đuôi. Lão tử tối ác tâm đúng là loại người như ngươi mặt hàng, A Phi. Cuối cùng, Long Trảo nhìn về phía Giang Sách, âm thầm nói rằng, trước có Xá Lợi Tử, sau có lão trụ trì, cuối cùng còn có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Sách a Giang Sách, thảo nào lão thiên tôn cùng tiếu canh liên thủ đều không đè ép được ngươi, thật sự có tài.
Bất quá ngươi chờ, ta với ngươi chuyện vẫn chưa xong. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Ở mọi người hoan thanh thiếu ngữ trong, Giang Sách nhìn về phía nằm dưới đất Lý Thành Thiên, hỏi, vậy bây giờ ta còn muốn đem hội trưởng vị trí cho nhường lại sao? Còn cần nhường chỗ ngồi sao? Lý Thành Thiên biết Giang Sách đây là ý định đùa giỡn chính mình. Hắn từ dưới đất bò dậy, phủi một cái bụi đất trên người, dám bài trừ một nụ cười, vui vẻ nói rằng, ngài nhưng là La Hán chuyển thế, vì giúp đỡ Yến Thành, chữa trị long mạch mà đến, hội trưởng vị trí ngoại trừ ngài, còn có ai có thể đảm nhiệm? Giang hội trưởng, xin không cần lấy thêm tiểu nhân làm trò cười rồi, tiểu nhân đối với ngài là kính phục ngũ thể đầu địa. Mặt mũi này a, thay đổi bất thường. Trước một giây còn đối với Giang Sách nói lời ác độc, lúc này giống như là tôn tử chứng kiến ra ra giống nhau, tôn kính nguy. Người như thế, cỏ đầu tường, hai bên nhảy. Giang Sách cũng không có ý định lại phản ứng đến hắn, hướng về phía hiện trường mọi người nói, tất cả mọi người nghe được, Thương Minh hội dáng dấp vị trí, hiện tại vẫn là ta Giang Sách. Còn có người nào dị nghị, ngay bây giờ nói ra, không cần chờ sau này lôi chuyện cũ. Có ai còn có dị nghị sao? Có không? Hắn nhìn chung quanh một vòng, đã không ai còn dám đứng ra. Trầm tĩnh khoảng khắc, Giang Sách nói rằng, nếu không có ai có nữa dị nghị, hội trưởng kia vị trí, về sau cũng không cần lại đánh ý đồ xấu rồi. Ngày hôm nay việc này nếu như tái phạm lần nữa, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, phàm là ồn ào lên, có một coi là một cái, ta nhất định muốn tìm bọn các ngươi đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Lời này, nói đúng là cho Na Cửu lớn người phụ trách nghe. Không thả một điểm ngoan thoại, bọn người kia suốt ngày đến muộn gọi tới gọi lui, tuy là không tạo được cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng là khiến người ta nhìn tâm phiền. Sau khi nói xong, Giang Sách cầm đầu ly khai hội trường. Lão trụ trì, đôi ngư bọn họ cũng theo ly khai hội trường, một lần này Hồng Môn Yến, cuối cùng lấy Giang Sách đại hoạch toàn thắng mà tuyên bố kết thúc. Lý Thành Thiên, Tương Huân, Tiểu Đào, Long Chảo bọn họ những người này hao tổn tâm cơ, cuối cùng chỉ là trúc lam múc nước, công dã tràng. Lý Thành Thiên trong lòng khổ a, có một loại câm niếc ngậm bồ hòn mà im cảm giác, có nỗi khổ không nói được. Kỳ thực hắn thầm nghĩ an an ổn ổn lời ít tiền. Kết quả bên trái là Giang Sách, bên phải là Lão Thiên Tôn, Long Chảo, hắn là hai bên đều không đắc tội nổi, qua lại nhảy, lại bị hai bên ghét bỏ. Ai? Cuộc sống này còn người qua a hát. Ta người số mạng khổ như vậy rồi. Lý Thành Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Hội trường sự kiện có một kết thúc, Long Chảo bọn họ nhân khi cao hứng đi, mất hứng mà quay về, trong lòng tuyệt không thống khoái. Vừa về tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà, Long Chảo liền hướng về phía Tương Huân giận dữ hét, ngươi làm sao như thế phế vật. Long Mạch đem ngươi phủng thành rồi Yến Thành tín ngưỡng, ngươi nhưng ngay cả một chút việc nhỏ đều không giải quyết được. Quả thực rác rưởi. Ở trong mắt người ngoài tôn quý vô cùng Tương Huân, đến rồi Long Chảo trong mắt, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn mắng cứ mắng, căn bản là một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Tương Huân nhưng thật ra cũng quen rồi, tựa hồ có một loại lợn chết không sợ khai thủy năng cảm giác, không thèm để ý chút nào nói rằng, ngày hôm nay hội trường tình huống ngươi cũng thấy đấy, căn bản cũng không phải là ta có thể tả hữu được. Giang Sách đầu tiên là lấy ra Xá Lợi Tử, sau đó lại mời tới lão trụ trì hỗ trợ, cuối cùng càng là hoàn thành cực hạn khiêu chiến. Hắn hôm nay phát huy quá dũng mãnh phi thường rồi, ta cũng không có biện pháp a. Lão kia trụ trì thân phận địa vị không thấp hơn ta bao nhiêu, Long Chảo, người đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy tới trên người ta, quá phận. Long Chảo tức giận nha dương dương. Hắn nhìn chằm chằm Tương Huân, hung hãn nói, hanh. Đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng những lời này lừa dối ta. Nói cho ngươi biết, nếu như bị ta biết ngươi còn cùng Giang Sách có âm thầm liên hệ, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Lăn xuống đi, gặp lại ngươi đã nổi giận. Tương Huân cũng không còn lưu lại, trực tiếp ly khai. Long Chảo đặt mông ngồi xuống, rót cho mình hai chén trà, từng ngụm rót lấy, trong đầu đó là tương đối không thoải mái. Tiểu Đào đi đến, vẻ mặt uể oải. Long Chảo hỏi, đừng khổ cái khuôn mặt, lúc đầu ngã tâm tình sẽ không tốt, gặp lại ngươi tờ này mặt đau khổ thì càng tâm tình không xong. Tiểu Đào nói rằng, vừa mới cùng Lão Thiên Tôn đi qua điện thoại, cái kia bên là tương đương không hài lòng a. Long Chảo lạnh rên một tiếng,
không phải là nói nhảm sao? Lão Thiên Tôn bỏ ra nhiều như vậy đại giới đem chúng ta cho mời tới, chính là muốn trợ giúp chỗ hắn Lý Điệu Giang Sách cái này đại phiền toái. Kết quả lại la ó, gia quân bất lợi, trong lòng hắn làm sao có thể thoải mái? Dừng một chút, hắn lại hỏi, người nói cho Lão Thiên Tôn, lần này thất bại chỉ là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nói đến đây, Long Trảo đột nhiên liền dừng lại. Hắn hai mắt híp một cái, cảm giác có điểm không đúng, trong đầu không ngừng suy tính. Tiểu Đào, chủ nhân, Long Trảo hồ nghi nói rằng, người nói làm sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta cần mê tín phương pháp đối phó Giang Sách, hắn vừa vặn trên người liền mang theo Xá Lợi Tử, cũng xin tới lão trụ trì. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm a. Tiểu Đào gật đầu, quả thực, trùng hợp có chút quá phận. Dựa theo đạo lý mà nói, người bình thường ai sẽ đem Xá Lợi Tử mang theo người. Hơn nữa, từ trước cũng không có nghe nói qua Giang Sách cùng lão trụ trì trong lúc đó từng có bất kỳ giao tình a. Làm sao lão trụ trì lại đột nhiên đến giúp Giang Sách một bà? Luôn cảm giác là lạ. Long Trảo suy tư dưới, nói rằng, có phải hay không chúng ta bên này ra nằm vùng? Muốn nói nằm vùng, vậy chỉ có một khả năng tương huân. Long Trảo cùng Tiểu Đào liếc nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì, bọn họ đều đã bắt đầu hoài nghi tương huân. Có thể biết toàn bộ kế hoạch, chỉ có bọn họ những thứ này nội bộ người. Long Trảo cùng Tiểu Đào bọn họ là không có khả năng cùng Giang Sách thông đồng ở chung với nhau, khả năng duy nhất chính là tương huân. Phải biết rằng, ở Long Trảo trước khi tới, tương huân cùng Giang Sách quan hệ khá tốt. Bọn họ còn từng trải qua cùng nhau đối phó Lão Thiên Tôn, thậm chí Tương Huân còn ý bảo Trần Lão thu Giang Sách làm đồ đệ. Tương Huân biết âm thầm cho Giang Sách truyền lại tin tức, là phi thường có khả năng. Long Trảo hỏi, gần nhất người một mực tại giám thị Tương Huân, hắn có cái gì cử động dị thường sao? Tiểu Đào lắc đầu, không có a, nếu có dị thường gì cử động, ta trước tiên liền tới cùng chủ nhân hồi báo. Hắn hầu như một ngày 24 giờ đều bị quản chế, nói mỗi một câu ta đều biết, không tồn tại bất luận cái gì cho Giang Sách thông phong báo tin khả năng. A hát, được rồi, nhưng thật ra Tương Y Vân cùng Giang Sách như trước đi rất gần. Có phải hay không là Tương Y Vân bên kia xảy ra trạng huống? Long Trảo híp một cái hai mắt, chúng ta tất cả kế hoạch bộ thự cũng không có làm cho Tương Y Vân biết, ta cũng có nhiều lần thăm dò qua, nàng quả thực cái gì cũng không biết. Cái này kỳ quái, Tương Huân bị nghiêm mật giam khống, Tương Y Vân lại cái gì cũng không biết. Như vậy bí mật là thế nào tiết lộ ra ngoài? Còn là nói, thực sự cứ như vậy vừa khớp. Long Trảo nói rằng, chuyện dư thừa sẽ không suy nghĩ, người tiếp tục giám thị Tương Huân. Là, Tiểu Đào lại hỏi, na Tương Y Vân đâu? Có muốn hay không cùng nhau quản chế đứng lên? Long Trảo lắc đầu, người đi quản chế một nữ nhân. Vẫn là Tương Huân thân nữ nhi, đây là đem người ép vào tuyệt lộ, cuối cùng sẽ chỉ làm Tương Huân liều mạng đối phó chúng ta, thậm chí không tiếc cá chết lưới rách. Người A, làm việc vẫn phải là thông minh một điểm. Tương Y Vân thì tùy nàng làm cái gì, thế nhưng thì có một điểm, chuyện của chúng ta một phần một chút nào cũng không muốn để cho nàng biết. Mặt khác, về sau Tương Huân cùng Tương Y Vân tiếp xúc thời điểm, càng phải mở to hai mắt, phòng ngừa bọn họ âm thầm mật báo. Hiểu, Tiểu Đào hồi đáp. Một bên khác, Giang Sách cùng lão trụ trì hai người sau khi rời khỏi, trực tiếp liền lên xe, đi đến Tử Mây Tự. Trên xe, Giang Sách nói cảm tạ, lão trụ trì, ngày hôm nay thực sự là ít nhiều ngài hỗ trợ, nếu không, ta còn thực sự làm khó dễ đạo khảm này nhi. Không thể không nói, Long Trảo dùng chiêu số thật là có đủ âm trầm hiểm, thiếu chút nữa liền đem Giang Sách cùng gài bẫy. Lão trụ trì chắp hai tay, nói một tiếng, A-di-đà-phật. Hắn mỉm cười nói, kỳ thực ta hôm nay chỉ là muốn cảm tạ Giang thí chủ đối với cổ thụ trợ giúp, nghe nói người đi hội trường, cho nên cùng đi nhìn một chút, không nghĩ tới liền gặp chuyện sau đó. Lại nói tiếp, từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Thiên ý. Ha ha, không cần thiết. Giang Sách nói rằng, đây hết thảy, toàn bộ đều phải cảm tạ Tương Huân. A hát. Lão trụ trì không có minh bạch, tưởng gia chủ không phải rất ghim ngươi sao? Vì sao ngươi còn nói phải cảm tạ hắn? Sau đó, Giang Sách đem mình cùng Tương Huân quan hệ, cùng với phía trước Phật Châu tin sự tình đơn giản giảng thuật một lần,
sau khi nghe xong, lão trụ trì mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Lão trụ trì nói rằng, nguyên lai là tưởng gia chủ đề cử Giang thí chủ khứ thủ được Xá Lợi Tử, bần tăng lúc đó liền kỳ quái, vì sao ngươi sẽ nhớ phải lấy được Xá Lợi Tử, thì ra có như thế một tầng nguyên nhân. Giang Sách nói rằng, chắc là Tương Huân sáng sớm sẽ biết long trảo kế hoạch của bọn họ, cho nên ở nghĩ cách cho ta phá cuộc. Toàn bộ Yến Thành, có thể ở công tín lực trên cùng Tương Huân hắn liều mạng, chỉ có lão trụ trì ngài một người mà thôi. Tương Huân để cho ta khứ thủ Xá Lợi Tử, kỳ thực cũng phải cần cùng lão trụ trì ngài cài đặt quan hệ. Lão trụ trì vừa cười vừa nói, đây thật là đối với người ta hai người đều rất mới có lợi kiến nghị. Giang thí chủ giúp ta tự cứu sống cổ thụ, bần tăng cũng có thể ở trong hội trường đối với ngươi có một chút trợ giúp. Lẫn nhau bang cùng có lợi, theo như nhu cầu. Đôi ngư cười ha hả nói bổ sung, đúng vậy, thật vẫn ít nhiều tưởng gia chủ, không có hắn, chúng ta ngày hôm nay sợ là sẽ cuốn gói cút ra khỏi Yến Thành rồi. Nói chuyện võ thuật, bọn họ cũng đã về tới Từ Mây Tự. Xuống xe, Giang Sách tự mình tiễn lão trụ trì trở lại chùa miểu. Sau đó lão trụ trì cũng đặc biệt lưu Giang Sách ăn một bữa cơm. Đang lúc bọn hắn cơm nước no nê, Giang Sách chuẩn bị lúc cáo biệt, một vị khách không mời mà đến tới. Lão Thiên Tôn, một gã tiểu sa di đã chạy tới, hoảng hoảng trương trương nói rằng, lão trụ trì, đại sự không ổn, lão Thiên Tôn hắn dẫn dắt một nhóm lớn ăn mặc tây trang, đeo kính mác nam nhân xông vào chùa miểu. Khách hành hương nhóm đều bị sợ hãi. Lão trụ trì, chúng ta có muốn hay không báo nguy a? Lão trụ trì liên tục nhíu, hỏi, bọn họ động thủ đánh đập sao? Tiểu sa di lắc đầu, đây cũng là không có, một không có đánh người, hai không có đập đồ đạc, chính là thoạt nhìn khí thế hung hăng. Cũng không có đánh đập nói, vậy làm sao báo nguy? Phải biết rằng, mỗi một ngày đều có đại lượng khách hành hương đi tới trong chùa miếu, nếu như cái này báo cảnh sát nói, đây chẳng phải là mỗi ngày đều phải báo nguy. Lão trụ trì nói rằng, không nóng nảy, đợi ta đi vào vừa nhìn. Giang Sách lập tức đứng dậy, ta cũng đi nhìn. Lập tức, lão trụ trì cùng Giang Sách cùng nhau chạy tới Đại Hùng Bảo Điện, chỉ thấy lão Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng đứng ở thần tượng trước, ở phía sau hắn đứng hai gã bảo tiêu, phía ngoài phòng càng là có 30-40 danh tráng hán. Giá thế này, nơi nào như là tới dâng hương, quả thực giống như là tới đánh lộn đánh lộn. Lão trụ trì dù sao cũng là người từng trải, sóng to gió lớn đều trải qua, không hề giống tiểu sa di như vậy nhát gan. Hắn đi tới, nói rằng, lão Thiên Tôn, đã lâu không gặp a. Lão Thiên Tôn nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Lần trước tới Từ Mây Tự dâng hương, vậy hay là chuyện của nửa năm trước tình rồi, đều tại ta trong ngày thường bận quá, thế cho nên nhạt đi cùng lão trụ trì ngài quan hệ a. Dừng một chút, hắn nói tiếp, lão trụ trì, nghe nói ngài còn mới lại một vị sư phụ. Lời này kỳ thực rất khó nghe. Lão trụ trì cũng không phải nói tướng thanh, bái cái gì sư phụ. Hơn nữa lớn tuổi như vậy rồi, nói hắn bái sư phụ, kỳ thực cũng chính là đối với lão trụ trì một loại vũ nhục. Bất quá, tất cả mọi người biết lão Thiên Tôn những lời này là có ý tứ. Còn chưa phải là hội trường về điểm này sự tình. Lão trụ trì cười ha ha, tâm tính tương đương bình thản, nói rằng, không nghĩ tới chuyện này lão Thiên Tôn ngài cũng biết. Không sai, ta hôm nay quả thực lại một sư phụ, ngài còn nhận thức, chính là Giang Sách. Nghe được Giang Sách hai chữ, lão Thiên Tôn mặt của rung động mấy cái, hiển nhiên là rất khó chịu. Mà Giang Sách còn hết lần này tới lần khác vào lúc này đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, lão Thiên Tôn, chúng ta cũng thật lâu không gặp. Lão Thiên Tôn chứng kiến Giang Sách liền một bụng oán khí, lạnh lùng nói rằng, ta với ngươi có cái gì có thể thấy được. Ta tình nguyện cả đời không nhìn thấy ngươi tên khốn kiếp này. Hắn đối với Giang Sách, đã ngay cả cơ bản khách sáo cũng không có. Hất tay một cái, Lão Thiên Tôn sai người mang lên tới một người to lớn cái dương, nói rằng, Lão trụ trì, đây là ta một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Nói xong, thủ hạ liền đem mở dương ra. Bên trong vàng chói lọi, toàn bộ đều là từng cây một thỏi vàng. Chọn một cái dương thỏi vàng. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiền? Hơn nữa, hiện nay cái niên đại này, còn có người trực tiếp tiễn một dương thỏi vàng sao? Lão Thiên Tôn tay này bút, đã hào lại quái.
Lão trụ trì cũng xem choáng váng, lão thiên tôn, ngài đây là. Lão thiên tôn khoát tay chặn lại, lão trụ trì không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là tới dâng hương, cái này một dương thỏi vàng, là hiến cho các đại Phật gia lễ gặp mặt. Chọn một cái dương thỏi vàng, chỉ là cho các vị Phật gia lễ gặp mặt. Lời này nghe làm sao cảm giác là lạ. Lão trụ trì có điểm mộng. Tuy nói tự tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra cho ngươi đưa tiền tóm lại là một kiện vui vẻ sự tình, nhưng lão trụ trì luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, na lão thiên tôn chủ động tự tay ngăn cản hắn. Lão trụ trì, ta biết trước giang sách cho Từ Mây tự tặng cho 10 triệu, ngài yên tâm, chỉ cần ngài tuyển trạch đứng ở ta đây một bên, ta chỉ biết quyên tặng càng nhiều. Lời này sẽ rất khó nghe xong. Nói rất hay giống như lão trụ trì là vì tiền mới có thể tuyển trạch trợ giúp giang sách. Nhưng mà, lão thiên tôn hắn chính là chỗ này sao nghĩ? Hắn thấy, cái gì chó má đắc đạo cao tăng, chính là một cái bị nghìn vạn lần tiền tài thu mua tham tài quỷ, nếu giang sách có thể dùng 10 triệu thu mua, vậy hắn đương nhiên cũng có thể dùng nhiều tiền hơn thu mua. Kỳ thực hắn sai rồi. Lão thiên tôn chỉ biết là giang sách quyên tặng 10 triệu, nhưng không biết giang sách trợ giúp Từ Mây tự cứu chữa cổ thụ. Lão trụ trì không chỉ có riêng bởi vì na 10 triệu mới giúp trợ giang sách. Càng nhiều hơn, là xem ở cổ thụ về mặt tình cảm. Cái này, chính là lão thiên tôn không bằng giang sách một mặt, hắn luôn là đem sự tình nhìn quá đơn giản, không có thiếu canh bên người, lão thiên tôn làm việc quá đơn giản thô bạo. Quả nhiên, lão trụ trì cười ha ha, chắp hai tay, nói rằng, lão thiên tôn ngươi hiểu lầm, bần tăng trợ giúp giang thí chủ, cũng không phải là bởi vì na 10 triệu chuyện quyên tặng, là bởi vì 20 triệu. Không đợi lão trụ trì nói xong, lão thiên tôn trực tiếp kêu giá 20 triệu. Giống như là ở đấu giá bán đấu giá giống nhau. Lão trụ trì kiểm thượng mang không được. Dù nói thế nào, hắn chính là đắc đạo cao tăng, làm sao ở lão thiên tôn trong mắt chính là một tham tiền mặt hàng. Lão thiên tôn, xin tự trọng. Lão trụ trì giọng nói chuyện cũng thay đổi. Lão thiên tôn vươn một tay, 50 triệu. Lão thiên tôn ngươi, 100 triệu. Lão thiên tôn lạnh như băng nói rằng, lão trụ trì, mời một vừa hai phải. 100 triệu là ta danh giới cuối cùng. Lão trụ trì thở dài một hơi, lắc đầu liên tục, biết đã không có cách nào khác cùng lão thiên tôn giải thích cái gì. Hắn nói rằng, lão thiên tôn, bần tăng sẽ không thu ngươi một phân tiền, cái này một dương thỏi vàng cũng mời thu hồi. Lão thiên tôn sắc mặt thay đổi liên tục, nắm chặt hai nắm đấm, hiển nhiên là sinh khí. Lão trụ trì, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Bần tăng nghĩ rất rõ ràng. Ngươi xác định thu giang sách quyên tặng, cự tuyệt ta thỏi vàng. Nhiên giã. Tốt, lão trụ trì, đây chính là chính ngươi tuyển trạch, là ngươi chủ động đứng ở ta mặt đối lập. Nếu như về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng chớ có trách ta. Thả hết ngoan thoại, lão thiên tôn vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt một cái tiểu hương lô cho phiến tới đất trên, hương cho gắn đầy đất. Hắn khí hanh hanh ly khai Từ Mây tự. Một nhóm lớn thủ hạ đều theo phía sau. Nhìn lão thiên tôn na sức sống mà đi dáng vẻ, lão trụ trì tâm kỳ thực cũng nắm chặt, đắc tội loại này ác bá, cũng không phải là chuyện gì tốt ha. Giang sách chủ động đi tới nói rằng, lão thiên tôn làm người độc ác, khí lượng chật hẹp, lão trụ trì ngài đắc tội hắn, nhất định là cũng bị trả thù. Chỉnh sự kiện nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhất định biết nghĩ cách bảo hộ lão trụ trì người của ngài thân an toàn. Lão trụ trì thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới a, ta một người xuất gia dĩ nhiên cũng sẽ cuốn vào đến hồng trần tục sự trong, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thật đáng buồn đáng tiếc. Thật đúng là không biết lão thiên tôn biết làm sao trả thù lão trụ trì. Đêm khuya, vắng người. Lão trụ trì nằm ở trên giường, lặng lặng đi ngủ, mệt nhọc cả ngày, cộng thêm lớn tuổi, hắn vây được không được, hơi dính gối đầu liền tiến vào mộng tưởng. Trong ngủ mơ, một người tuổi còn trẻ hòa thượng đi vào lão trụ trì căn phòng. Hắn là lão trụ trì đồ đệ, pháp hiệu Tuệ Giác, bình thường sẽ cùng sư huynh đệ thay phiên phụ trách chiếu cố lão trụ trì ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngày hôm nay vừa vặn đến phiên Tuệ Giác tới chiếu cố lão trụ trì. Sư phụ, trà tới. Tuệ Giác bưng một chén nước chè xanh đi tới trước giường, dựa theo lệ cũ, lão trụ trì mỗi ngày tối ngủ trước đều sẽ uống một chén nước chè xanh.
Dựa theo thuyết pháp, là dùng nước chè xanh đem toàn thân xui, chọc khí đều cho tẩy sạch. Nhưng ngày hôm nay lão trụ trì thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có tới kịp uống trà, liền trực tiếp đang ngủ. Tuệ Giác la lên hai tiếng, sư phụ ngài đang ngủ sao? Trả lời hắn là lão trụ trì vài tiếng tiếng ngáy, lão trụ trì đúng là đang ngủ, hắn quá mệt nhọc. Tuệ Giác rón rén đem bát trà đoan đi, đặt ở giữa nhà trên bàn gỗ, sau đó tắt đèn. Ở lão trụ trì trong phòng đầu, ngoại trừ bình thường đèn ở ngoài, còn có vài chiếc đặc thù đèn, kỳ thực chính là ngọn nến, ở tắt đèn sau đó, ngọn nến cũng sẽ không tắt. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ lưu mấy nhánh tiểu ngọn nến, làm cho bên trong phòng có một chút quang. Tuệ Giác ở tắt đèn sau đó rời phòng thời điểm, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, cũng không có người bên ngoài, vì vậy hắn làm ra một cái phi thường lớn mật cử động đem một chi ngọn nến cho đẩy ngã, tựa vào bên cạnh màn trên. Một chút xíu, màn đốt. Tuệ Giác lẩm bẩm, sư phụ, ngài chớ có trách ta, quái thì trách chính ngươi rất cố chấp. Nói, hắn nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Nếu như tất cả thuận lợi, lão trụ trì tối nay là chắc là phải bị chết cháy ở trong phòng đầu, đến lúc đó cha được tới, cũng chết không có đối chứng, chỉ có thể thôi chắc là lão trụ trì chính mình không cẩn thận đem ngọn nến đổ đưa tới hỏa hoạn. Hết thảy đều thoạt nhìn như vậy hoàn mỹ, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà Tuệ Giác không biết là, trong đêm tối, có một đôi con mắt đang ở theo dõi hắn. 12 hoàng kim trong thiên hạt. Đây là một cái thuộc về hắc ám nam nhân. Mỗi khi có nhân vật trọng yếu cần bảo vệ thời điểm, Giang Sách đều sẽ an bài hắn đang âm thầm thủ hộ, lúc này đây, cũng là do trời hạt âm thầm bảo hộ lão trụ trì an nguy. Tuệ Giác hết thảy xiếc đều bị thiên hạt để ở trong mắt, nhưng mà Tuệ Giác chính mình còn cái gì cũng không biết. Đang ở Tuệ Giác vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cả người liền mất đi chi giác, ngất đi. Sau đó, thiên hạt một tay mang theo Tuệ Giác, đẩy cửa phòng ra đi vào. Hắn nhẹ nhàng đem Tuệ Giác đặt ở bên trong gian phòng, tiện tay dùng sợi dây đem hắn cột vào trên cây cột, sau đó đi bên giường đem lão trụ trì bế lên. Thiên hạt mang đi lão trụ trì sau, lại tiện tay khép cửa phòng lại. Toàn bộ trong quá trình lão trụ trì cái gì cũng không biết, vẫn còn ở ngủ say sưa đại giác. 10 min qua đi, lão trụ trì na phòng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Các hòa thượng đều bị dọa sợ, rối rít đi cứu hỏa. Bốc cháy rồi, bốc cháy rồi. Lão trụ trì vẫn còn ở trong phòng, nhanh đi cứu lão trụ trì a. Tiếng người huyên náo, có người đoan thủy cứu hỏa, có người gọi 119, luống cuống tay chân, bất quá, nhà kia quá già rồi, cộng thêm trong phòng có quá nhiều mộc chế vật phẩm, hỏa thế bắt đầu rất nhanh. Coi như bọn họ động tác mau nữa, nhìn tư thế cũng là đến không kịp. Lão trụ trì nha. Cao thấp các hòa thượng, khốc đắc hy lý hoa lạp. Lão trụ trì căn phòng bên trong, bị trói ở Tuệ Giác đang nghe thanh âm huyên náo sau đó tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt nhìn, khá lắm, cả phòng đều đã đốt. Cái này. Tuệ Giác nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đây không phải là lão trụ trì căn phòng sao? Hắn vốn là chuẩn bị phóng hỏa đem lão trụ trì đốt chết ở trong phòng. Chế tạo thành hết ý tình huống, kết quả hiện tại ngược lại thì gài bẫy mình. Lão trụ trì đã không ở giường trên, không biết đi nơi nào, chính hắn nhưng không biết bị người nào cột vào trên cây cột. Nhìn hỏa thế càng ngày càng vượng, vậy phải làm sao bây giờ? Người cứu mạng a, ai tới mau cứu ta không muốn chết a. Bây giờ nhớ lại hô cứu mạng, không muốn chết, sớm để làm chi đi. Nếu như không phải chính hắn thả cái chuôi này hỏa, biết rơi xuống bây giờ nông nỗi này. Mặc kệ Tuệ Giác kêu bao lớn tiếng cũng vô ích, hỏa thế quá vượng, người bên ngoài đã liều mạng ở cứu hỏa, nhưng vẫn là không kịp. Ngọn lửa tử trực tiếp một chút đốt Tuệ Giác y phục, rất nhanh thì đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Không biết ở phần cuối của sinh mệnh, hắn có hối hận không thả thanh này hỏa. Giờ này khắc này, có ở đây không xa xa Tuệ Giác căn phòng bên trong. Lão trụ trì nằm ở trên giường, chợt nghe bên ngoài loạn tao tao, liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, kết quả liếc mắt liền thấy thiên hạt ngồi ở trước giường, đồng thời phát hiện mình cũng không phải là ngủ ở gian phòng của mình, mà là ngủ ở đồ đệ của mình Tuệ Giác bên trong phòng. Này sao lại thế này? Ngươi là, lão trụ trì chỉ vào thiên hạt hỏi.
Thiên Hạt giọng bình thản nói rằng, ta gọi Thiên Hạt, là chuyên môn phụ trách bảo hộ lão trụ trì ngài. Thiên Hạt, bảo hộ ta, lão trụ trì lúc này mới nhớ tới, Giang Sách là có nói qua sẽ cho người bảo vệ mình, chỉ là không nghĩ tới cái này người bảo vệ mình như vậy thần bí. Hắn nghe phía bên ngoài loạn tao tao, đứng dậy vừa nhìn, ánh lửa ngút trời. Hơn nữa, na lửa cháy gian nhà không phải là phòng của mình sao? Lão trụ trì Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thiên Hạt giải thích, ngài đồ đệ Tuệ Giác Thu Lão Thiên Tôn tiền, thừa dịp ngài ngủ sau đó, muốn phóng hỏa chết cháy ngài, ta đem ngài cứu ra, sau đó đem Tuệ Giác nhốt ở trong phòng. Lúc này, Tuệ Giác cũng đã đốt thành cho rồi. Nói chuyện võ thuật, Thiên Hạt từ Tuệ Giác căn phòng dưới đáy bàn sách đi ra một cái dương nhỏ, sau khi mở ra, bên trong đúng là từng cây một thỏi vàng. Xem ra Lão Thiên Tôn lúc rời thời điểm, cố ý để lại một ít thỏi vàng cho Tuệ Giác, thu mua hắn. Lão trụ chỉ biết chuyện từ đầu đến cuối sau đó, lắc đầu liên tục. Ai? Tuệ Giác hài tử này, từ nhỏ đã theo ta, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị một dương thỏi vàng thu mua tâm. Thực sự là vẽ hổ khó vẽ xương, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Thiên Hạt nói rằng, bây giờ hắn bị chính mình thả hỏa đốt chết, coi như là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ai, lão trụ trì lại là một tiếng thở dài, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên kia, cao thấp hòa thượng vẫn còn ở kêu khóc, cho rằng lão trụ trì chết. Kết quả lão trụ trì một chút sự tình không có đi tới bọn họ trước mặt. Lão trụ trì, ngài không có chết à? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ôi chao, vậy vừa nãy bên trong phòng có người hô cứu mạng, là... Vì bảo toàn đệ tử bộ mặt, lão trụ trì nói một cái lời nói dối có thiện ý, hắn giải thích, ta lúc đầu ở Tuệ Giác trong phòng nói với hắn chuyện này, kết quả quá mệt nhọc, liền trực tiếp tại hắn bên trong phòng đang ngủ. Tuệ Giác hài tử này không có địa phương ngủ, phải đi phòng của ta nghỉ ngơi, ai biết xảy ra loại chuyện như vậy. Ai? Hắn không có nói cho mọi người, Tuệ Giác là vì tiền, mới có thể phóng hỏa đốt phòng ở, cuối cùng hại chết chính mình. Coi như là một mảnh thiện tâm. Mọi người nhao nhao thở dài. Có người nói, có thể đây chính là thiên ý a. Tuệ Giác sư huynh dùng mạng của mình bảo vệ lão trụ trì mệnh, A-di-đà Phật. Chúng hòa thượng nhao nhao chắp hai tay, thay Tuệ Giác cầu xin. Cũng trong lúc đó, có ở đây không xa xa trên một ngọn núi, một đám người đang xem làm trò. Không là người khác, chính là Lão Thiên Tôn Nhất Hỏa Nhân. Rời đi từ Vân Tự sau đó, bọn họ cũng không có sốt ruột trở về vẽ còn tập đoàn, mà là đang đỉnh núi phụ cận ở nghỉ ngơi, quan sát đêm nay trận này trò hay. Lão Thiên Tôn cầm kính viễn vọng nhìn phía xa lửa cháy từ Vân Tự, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn cho rằng kế hoạch thành công. Lão già kia, ngươi không phải tuyển trạch cùng Giang Sách hợp tác, không quan tâm ta thỏi vàng sao? Ngươi không muốn, tự nhiên có khi là người muốn. Cao tuổi rồi rồi còn thấy không rõ cục diện, đáng đời bị chết cháy, ta nhổ vào. Lão Thiên Tôn trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng khá cao hưng thịnh, cảm thấy là rất tốt phát tiết một hồi, coi như là đối với Giang Sách hoàn thành một lần nho nhỏ đáp lại. Còn không chờ hắn vui vẻ bao lâu, bỗng nhiên, một chiếc màu trắng xe con lái tới, dừng ở phụ cận. Cửa xe mở ra, hai gã nam tử đi ra. Là Giang Sách cùng với Đôi Ngư. Lão Thiên Tôn để ống dòm xuống, nhìn đi tới hai người, cười ha hả nói, người khứu giác nhưng thật ra cố gắng bén nhạy, chúc cậu a. Hắn còn tưởng rằng Giang Sách là tới trả thù. Thuộc hạ này tay chân từng cái toàn bộ đều cầm gậy gộc xông tới, bảo hộ Lão Thiên Tôn an toàn. Hai người cách xa nhau năm thước thời điểm, Giang Sách dừng bước. Hắn móc túi ra một điếu thuốc, yên lặng châm lửa, hút, khói bụi phiêu tán. Giang Sách nhìn phía xa lửa cháy từ Vân Tự, hỏi, là ngươi làm a? Lão Thiên Tôn không chút nào che lấp, chính là ta làm, thế nào? Ta chính là muốn nói cho toàn bộ Yến Thành nhân, phàm là theo ta Lão Thiên Tôn đối nghịch, hết thảy cũng phải đi tìm chết. Giang Sách, người nào với người đứng ở một bên, người đó liền được không may. Ta xem về sau ai còn dám học lão già này, hanh. Giang Sách phun ra một ngụm yên, nói rằng, lợi dụng thỏi vàng thu mua hòa thượng phóng hỏa, thủ đoạn này không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo, Lão Thiên Tôn,
người tiêu chuẩn cũng chỉ có như vậy phải không? Lão Thiên Tôn nở nụ cười, quản nó mèo mun mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt miêu. Đi qua tiếu canh chính là tính toán nhiều lắm, cuối cùng chỉ có mọi thứ hay sao? Biện pháp của ta tuy là đơn giản, thế nhưng hành động nhanh, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu. Giang Sách, người bây giờ chớ nên lưu lại nơi này, mà là nên đi cho lão trụ trì nhặt xác. A hát, được rồi, lão Thiên Tôn sợ là trực tiếp đốt thành cho a. Cũng không cần nhặt xác, trực tiếp có thể cầm hủ cho cốt đi mang về nhà, ha 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 ha. Hắn cười ngược lại là vô cùng làm càn. Nhưng sau đó, Giang Sách liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Giang Sách lại hút một hơi thuốc, nói rằng, người yên tâm đi, lão trụ trì hắn sống cho thật tốt, không nhọc ngài nhớ. A, lão Thiên Tôn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm Giang Sách, hồ nghi hỏi, người nói cái gì? Lão trụ trì sống cho thật tốt, điều đó không có khả năng. Giang Sách khẽ cười một tiếng, người cảm thấy ta có cần phải đùa với ngươi sao? Lão Thiên Tôn nhất thời cũng cảm giác không ổn, chẳng lẽ thực sự giống như Giang Sách nói như vậy, lão trụ trì còn sống à? Na làm việc và chưa miễn cũng quá vô dụng, liền một cái tao lão đầu tử đều giết không chết. Vì nghiệm chứng chuyện chân thực tính, lão Thiên Tôn ngay lập tức sẽ gọi điện thoại cho Tử Vân Tự bên kia thủ hạ, để hắn tới kiểm tra tình huống. Một lát sau, người bên kia đáp lời. Báo cáo lão Thiên Tôn, Tử Vân Tự lão trụ trì không có chết. Không riêng không chết, trên người một điểm tổn thương cũng không có, sống cho thật tốt, vừa mới ta còn tận mắt thấy hắn cho chết đi hòa thượng siêu độ. Lạch cạch, lão Thiên Tôn cúp điện thoại. Nghe xong thủ hạ chính là hồi báo sau đó, lão Thiên Tôn có thể khẳng định lão trụ trì còn sống rồi, Giang Sách cũng không có nói xạo. Hơn nữa, Giang Sách cũng không có cần phải nói láo. Ngay từ đầu lão Thiên Tôn còn tưởng rằng Giang Sách là tới cho lão trụ trì báo thù. Ai có thể nghĩ, Giang Sách căn bản là đến xem lão Thiên Tôn chuyện tiếu lâm. Cái này nhưng làm lão Thiên Tôn cho khí quá. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Sách, chất vấn, lại là ngươi dở trò quỷ. Giang Sách bình tĩnh hồi đáp, đương nhiên, bảo hộ lão trụ trì, là ta nhất định phải làm được. Thuận tiện nói cho ngươi biết, bị đốt chết hòa thượng kia, chính là bị ngươi thu mua tuệ giác. Một chiêu này quá ác. Thứ này cũng ngang với nói cho người khác biết, tuyển trạch cùng lão Thiên Tôn hợp tác là không có có kết quả tốt. Lão Thiên Tôn nếu muốn giết kê dọa khỉ, kết quả lại gài bẫy chính mình. Khẩu khí này thực sự rất khó nuốt trôi đi a. Những thủ hạ của hắn mỗi một người đều xông tới, khí thế hung hăng dáng vẻ, thoạt nhìn đêm nay cuộc chiến đấu này là tránh không được rồi. Ai biết, Giang Sách căn bản nhìn liền cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, bình thản nói rằng, để cho bọn họ đem ra hỏa nhận lấy đi, đừng ném người xuất hiện mắt, so với cái này lợi hại gấp 10 gấp trăm lần chiến trận ta đều trải qua. Nếu như động thủ, thua thiệt vĩnh viễn sẽ chỉ là các ngươi. Lời này một điểm khoa trương nhân tố cũng không có. Lão Thiên Tôn cũng biết Giang Sách quả đấm lợi hại, giơ tay lên ý bảo thủ hạ chính là người không nên vọng động. Giang Sách hút xong một điếu thuốc, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, nói rằng, lúc đầu ta là căn bản không có cần phải với ngươi gặp mặt, chỉ bất quá ta đã đáp ứng thân cung huân, phải hoàn thành tâm nguyện của nàng. Lão Thiên Tôn, ta hôm nay thấy ngươi là cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, dừng cương trước bờ vực còn không chậm. Ngươi nhanh lên thu tay lại, ra ngoại quốc an hưởng tuổi già a. Nói xong, hắn liền mang theo đôi ngư về tới trên xe, nghênh ngang mà đi. Quay lại tự do, tương đương tiêu sái. Lão Thiên Tôn tức giận trực tiếp đem kính viễn vọng ném xuống đất, nghiêm khắc đạp hai chân, quát, Giang Sách ngươi một cái vương bát đản. Cho ta cơ hội, ha ha, lão tử chính là chết, cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay. Hắn là triệt để sẽ không rời đi. Yến thành cuộc phong ba này, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền dẹp loạn. Đi xa trên xe, đôi ngư thì thào nói rằng, thống suất. Ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn dư thừa đối với hắn làm ra sau cùng cảnh cáo, lão Thiên Tôn căn bản cũng không khả năng nghe lời ngươi, nếu như hắn biết thu tay lại, đã sớm ly khai Yến Thành rồi. Giang Sách nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ngữ khí trầm trọng nói, đây là ta cuối cùng tài cán vì thân cung huân làm. Nếu như lão Thiên Tôn vẫn kiên trì không chịu thu tay nói, ta cũng không có biện pháp. Đôi ngư còn nói thêm, lão Thiên Tôn làm việc rất lỗ mãng. Đã không có tiếu canh phụ trợ, hắn không thành tài được,
hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là Long Trảo, tên kia, âm rồi. Là, điểm này đôi ngư phân tích nhưng thật ra tương đương chính xác. Long Trảo, mới là Giang Sách hẳn là đặt vị thứ nhất địch nhân, còn như Lão Thiên Tôn, đã có thể tính vào đã đến đi thức rồi. Sáng sớm, Khác Thủ chi ra. Long Trảo đang thưởng thức lấy mỹ vị bữa sáng, hắn cái này nhân loại có một thói quen một ngày ba bữa cơm đều không thể rời bỏ thịt. Một buổi sáng sớm, hắn an vị ở bên kia ăn tảng thịt bò, không quan tâm chút nào đối với thân thể sẽ có cái gì ảnh hưởng không tốt, dùng lời của hắn nói chính là, nhân sinh khổ đoạn, đúng lúc hưởng lạc. Dù cho chết ngay bây giờ rồi, nhưng chỉ cần hưởng thụ, vậy cũng đủ. Đang ăn, Tiểu Đào đã đi tới, chủ nhân, đêm qua xảy ra nhất kiện không tốt lắm sự tình, cần hướng ngài hội báo. Nói, Long Trảo cũng không ngẩng đầu. Là Lão Thiên Tôn bên kia, hắn không có cho chúng ta biết hành động một mình, muốn hỏa thiêu lão trụ trì. Tiểu Đào đem ngày hôm qua buổi tối chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần, Long Trảo nghe cười ha ha. Cái này Lão Thiên Tôn đầu óc đang suy nghĩ gì? Hành sự đơn giản như vậy thô bạo, hắn là làm sao ngồi vào hiện tại cái vị trí này? Mất đi Tiếu Canh, hàng này xem ra là cái gì cũng làm không được. Ăn một hớp lớn tảng thịt bò. Long Trảo hỏi, đồ của ta đều xử lý tốt sao? Tiểu Đào gật đầu, toàn bộ đều xử lý tốt, cái gì cũng đã cho chủ nhân an bài ở trước đây Trần Lão động vật bên trong kho hàng, tùy thời đều có thể chấp hành kế hoạch. Ân, Long Trảo nói rằng, đi thông báo một chút Tương Huân, như thế này theo ta cùng đi gặp đồ đạc. Tiểu Đào có chút không vui, chủ nhân, ngươi còn muốn thông chi hắn à? Lần trước nhiệm vụ thất bại rất có thể cũng là bởi vì hắn cho Giang Sách mật báo. Ta liền không thể đề phòng hắn một chút sao? Long Trảo nói rằng, phòng nhất định là muốn phòng, thế nhưng cái kế hoạch này có thể hay không chấp hành thành công, rất lớn một bộ phận được quyết định bởi với Tương Huân công tín lực. Không có biện pháp, cần hắn, đi đem hắn gọi tới a. Bất đắc dĩ, Tiểu Đào phi thường không vui đi hô Tương Huân. Tương Huân qua đây sau đó, vừa vặn Long Trảo ăn xong rồi điểm tâm. Ngươi tìm ta có việc, Tương Huân hỏi. Long Trảo cười hắc hắc, phi thường thần bí nói rằng, đi, dẫn người đi xem một điểm thứ tốt. Cam đoan biết phá vỡ người tam quan. Sau đó, Long Trảo mang theo Tương Huân ly khai phòng khách, đi đến rồi trước Trần Lão địa phương động vật thương khố. Nguyên bản nơi này là Trần Lão dùng để nghiên cứu chiết cây thuật địa phương, bên trong có rất nhiều con thỏ nhỏ, chuột trắng nhỏ các loại tiểu động vật, ở Trần Lão mất sau đó, nơi đây bị thanh không. Hiện tại, động vật thương khố có một người công dụng. Tiểu Đào dựa theo Long Trảo chỉ thị, đem một loại khác động vật cho vận chuyển qua đây, đem thương khố đều cho dính đầy. Loại động vật này chính là xà. Làm thương khố mở ra một khắc kia, Tương Huân toàn thân huyết đều lạnh, hắn chứng kiến toàn bộ bên trong kho hàng để từng cái đặc thù chế tạo lồng sắt, từng cái bên trong lồng tre đều giam giữ một con rắn. Hơn nữa, còn chưa phải là thông thường xà. Những thứ này xà khắp cả người đỏ bừng, vừa nhìn cũng biết kịch độc không gì sánh được, chỗ mấu chốt nhất còn không ở chỗ này, tất cả xà, cũng có hai cái đầu. Này rắn thân thể đi lên bộ phận, giống như là dài ra hai cây chạc giống nhau, cư nhiên một tả một hữu dài ra hai cái đầu. Song đầu xà. Tương Huân chứng kiến những thứ này xà sau đó, đầu tiên là sửng sốt vài giây, rất nhanh hắn liền từ trong khiếp sợ chậm lại. Loại rắn này, hắn nhận thức. Long Trảo cũng nói, Tương Huân, những thứ này xà ngươi nên rất quen thuộc à. Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc. Thậm chí có thể nói, những thứ này hình thù kỳ quái rắn xuất hiện, Tương Huân chính hắn có một nửa trách nhiệm. Bởi vì, này chút xà, chính là năm đó Tương Huân chủ trương nghiên cứu, chế tạo ra. Vậy cũng là mười mấy năm trước sự tình rồi. Ngay lúc đó Tương Huân cùng Lão Thiên Tôn không hợp nhau. Khi nhìn đến Lão Thiên Tôn lợi dụng phệ tâm tán khống chế toàn bộ Yến Thành sau đó, Tương Huân liền cũng muốn chế tạo ra một loại kinh khủng độc dược tới cùng Lão Thiên Tôn tiến hành đối kháng. Vì vậy, Tương Huân liền an bài Trần Lão cùng một người khác cộng đồng mở rộng nghiên cứu, người đó chính là có xà vương danh xưng là Dư Diệu. Dư Diệu đối với xà rất có nghiên cứu, đặc biệt độc xà. Trần Lão lợi dụng chiết cây thuật, phối hợp với Dư Diệu đối với độc xà nghiên cứu. Hai người cùng thi triển sở trường, ở hao tốn trọn thời gian một năm sau đó, bọn họ sáng tạo ra một loại sinh vật đáng sợ song đầu xà.
Loại rắn này độc tính phi thường lớn, hơn nữa độc của nó rất đặc thù. Bị nó cắn sau đó cũng sẽ không trực tiếp chết đi, mà là biết rơi vào tinh thần trong thống khổ, đem đời này tất cả chuyện xấu đều cho nhớ tới, sau đó không ngừng cầu xin. Người, sẽ ở đây trùng đau nhức gãy dằn vặt trong chậm rãi chết đi. Ngoại trừ Trần Lão cùng Xà Vương Dư Diệu ở ngoài, trên thế giới là căn bản không tồn tại người thứ ba có thể giải mở loại độc chất này. Hơn nữa, Trần Lão cùng Dư Diệu sở chế biến giải dược cũng có vấn đề, di chứng khá là nghiêm trọng. Lúc đó Dư Diệu bởi vì thao tác sai lầm, đã từng bị song đầu rắn cắn một ngụm, mặc dù phục dụng giải dược, cuối cùng vẫn là rơi vào cái trung thân tàn phế hạ tràng. Có giải dược còn có thể trung thân tàn phế, không có giải dược, na hạ tràng liền có thể muốn mà biết. Có thể nói, song đầu rắn độc, so với phệ tâm tán chắc chắn mạnh hơn. Ngay lúc đó Tương Huân đang nắm giữ rồi song đầu xà sau đó, vốn tưởng rằng có thể cùng Lão Thiên Tôn phân cao thấp, ác độc mà trừng trị một cái Lão Thiên Tôn, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Nào ngờ, Long Mạch rất nhanh thì biết chuyện này, đồng thời nhúng tay quản lý. Tương Huân cùng Lão Thiên Tôn đều là Long Mạch đại tướng, hắn là tuyệt đối không cho phép chứng kiến loại này đấu tranh nội bộ sự tình phát sinh, vì vậy liền mạnh mẽ không thu rồi tất cả song đầu xà cũng xử lý xong. Từ đó về sau, Tương Huân cũng liền triệt để mất đi tranh đoạt Yến Thành nắm quyền trong tay dã tâm. Từ đó về sau, Lão Thiên Tôn trưởng quản Yến Thành, Tương Huân phụ trách cho rồng mạch truyền lời, hai người các ti kỳ chức, không còn có bất luận cái gì tranh đoạt. Song đầu rắn sự tình lúc đầu cho rằng đều kết thúc, ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay có thể chứng kiến. Tương Huân hỏi, năm đó không phải nói tất cả song đầu xà đều đã xử lý xong sao? Long Chảo nói rằng, đúng vậy, xử lý xong. Nhưng xử lý xong ý tứ cũng không phải là nói giết, mà là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành bảo quản, xác định sẽ không ra sai lầm. Tương Huân, người nghiên cứu chế tạo ra loại rắn này, thật là thiên nhiên một đại kỳ tích, nếu như vô cùng đơn giản liền phá hủy, đó không phải là quá đáng tiếc sao? Tương Huân cảm giác được toàn thân một hồi lạnh lẽo. Song đầu rắn độc tính rất mạnh. Long Chảo tuyển trạch ở nơi này thời gian điểm đem song đầu xà vận chuyển đến khắc thủ chi ra, hắn rốt cuộc vài cái ý tứ. Lại muốn dùng loại độc xà này làm chuyện xấu xa gì? Hắn hỏi tới, người có phải hay không có cái gì mới kế hoạch? Mới kế hoạch, đương nhiên. Long Chảo không thấy chút nào bên ngoài, đem hắn kế hoạch từ đầu tới đuôi cùng Tương Huân nói một lần, nghe xong toàn bộ kế hoạch sau đó, Tương Huân sắc mặt tái nhợt. Nếu như kế hoạch thực sự chấp hành mở nói, như vậy bị thương tổn đem không ngừng Giang Sách một người, còn sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy vào. Yến Thành, Lâm Nguy. Tương Huân nói rằng, tốt, ta minh bạch ý của ngươi, hiện tại ta đi chuẩn bị ngay một cái. Không đợi hắn đi ra, Tiểu Đào lập tức đi tới chắn Tương Huân trước mặt, cười ha hả nói, thật ngại quá, tưởng gia chủ, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Tương Huân nhướng mày. Nói rằng, người có ý tứ. Tiểu Đào không nói chuyện, Long Chảo trực tiếp nói, vì cam đoan kế hoạch sẽ không tiết lộ, ta cần ngươi ở đây thời gian kế tiếp toàn bộ đều ở ta dưới sự theo dõi, đồng thời, không muốn cùng bất luận kẻ nào tiến hành tiếp xúc. Đây không phải là đem Tương Huân cho tại chỗ phạm nhân đối đãi. Long Chảo, người không nên quá phận. Quá phận sao? Long Chảo cười hì hì nói rằng, lần trước chúng ta đối phó Giang Sách. Mắt thấy kế hoạch sẽ thành công, kết quả Giang Sách đầu tiên là xuất ra Xá Lợi Tử, tiếp lấy lại mang ra Lão Trụ Trì, cái này thật chỉ là cái vừa khớp sao. Tương Huân sinh khí, ngươi hoài nghi ta. Đương nhiên, không nghi ngờ ngươi còn hoài nghi người nào. Long Chảo giang tay ra, cho nên Tương Huân, vì bài chứ ngươi hiểm nghi, lúc này đây ngươi liền chỗ đều chớ đi, ở Tiểu Đào cùng đi lần tới đi gian phòng hảo hảo suy nghĩ thi hành thế nào kế hoạch a. Từ giờ trở đi. Một ngày 24 giờ đồng hồ, không cho phép ngươi ly khai cửa phòng nửa bước. Tương Huân là có khổ không nói ra được a. Thân phận chủ nhà họ Tưởng, làm khác thủ chi gia chủ nhân, hắn tại chính mình trong nhà bị người cho giam lỏng, cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo thân phận của hắn so với Long Chảo thấp đâu. Ở Tiểu Đào nghiêm ngặt cùng đi, Tương Huân về tới gian phòng của mình. Đồng thời cửa có người 24 giờ thay phiên trông coi, xác định Tương Huân sẽ không rời đi. Bên trong gian phòng càng là không góc chết lắp ráp quản chế, buồng vệ sinh cũng không buông tha. Hơn nữa,
Gian phòng là thiết trí tín hiệu quấy rầy thiết bị, nói cách khác, Tương Huân ở bên trong phòng đừng nghĩ cho bên ngoài gọi điện thoại, phía ngoài tín hiệu cũng căn bản vào không được. Tương Huân, chỉ có thể chờ kế hoạch chấp hành. Hắn ngồi ở bên trong gian phòng, thở dài thở ngắn. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, căn bản là không có cách nào cho Giang Sách truyền lại bất cứ tin tức gì, đến khi kế hoạch thi hành thời điểm, Giang Sách nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Làm thế nào mới tốt? Đang ở Tương Huân lúc sầu mi khổ kiểm, liền nghe phía ngoài truyền đến Tương Y Vân thanh âm huyên náo. Các ngươi làm sao có thể giam lỏng ba ta? Nơi này là nhà của ta. Các ngươi cút ngay cho ta. Tương Huân hai mắt sáng ngời, lập tức đi tới cửa, quả nhiên thấy Tương Y Vân đang ở vậy cùng Tiểu Đào già mồm. Tiểu Đào không khách khí nói rằng, Tương Y Vân, đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi, nếu như ngươi nếu không cút đi, ta sẽ đem ngươi cũng giam lỏng. Tương Y Vân vừa vội vừa tức, đang muốn bão nổi, Tương Huân đột nhiên hướng về phía nàng hét lớn một tiếng. Y Vân, ngươi làm gì chứ? Tương Y Vân nhìn về phía Tương Huân, rất tức giận hồi đáp, những người này hơi quá đáng, quản chế ngươi còn chưa tính, còn hạn chế sự tự do của ngươi, nơi này chính là chính chúng ta ra a. Tương Huân giải thích, cái này có gì? Chỉ là vì chấp hành kế hoạch, cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ mà thôi, ngươi không nên ở chỗ này càn quấy, đi thôi. 3. Còn náo, Tương Y Vân đột nhiên không nể mặt, nói một câu rất kỳ quái nói, nếu như ngươi nếu không ly khai, ma quỷ liền tới tìm ngươi. Ân, Tương Y Vân trở nên sửng sốt, Tiểu Đào cũng khẽ nhíu mày. Ma quỷ, có ý tứ. Tương Huân quát, đi nhanh lên. Về sau thiếu dính vào chuyện của người lớn. Tương Y Vân biết liễu biết miệng, vô cùng không cam lòng, ta bất kể ngươi. Trong giọng nói của nàng thoáng mang theo tiếng khóc nức nở, xoay người chạy đi, trực tiếp rời đi khác thủ chi ra, thậm chí cũng không muốn rồi trở về nơi này. Nơi đây, đã không còn là nhà của nàng. Trong nhà, Tương Huân lạnh rên một tiếng, vừa mới chuẩn bị xoay người trở về nhà, Tiểu Đào đột nhiên hỏi, tưởng gia chủ, ma quỷ này là có ý gì a? Đối mặt Tiểu Đào chất vấn, Tương Huân có vẻ vô cùng bình tĩnh thong dong, hắn không chút hoang mang giải thích, ma quỷ chính là ma quỷ a, làm sao vậy? A hát, không có gì hàm nghĩa đặc thù sao? Có thể có cái gì hàm nghĩa? Tương Huân nói rằng, khi còn bé Y Vân chỉ cần không phải ngoan, ta biết sử dụng ma quỷ tới dọa nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ăn. Ma quỷ, liền cùng những người khác hù dọa tiểu hài tử dùng lão vu bà, đại hôi lang là một cái đạo lý. Nghe dường như cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, quả thực vẻn vẹn chỉ là ma quỷ hai chữ, cũng không giống là có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tiểu Đào tỉnh táo lại tỉ mỉ suy tư một lần, không tìm ra sơ hở gì. Ha ha, Y Vân lớn như vậy, còn có thể sợ ma quỷ. Thật là một chưa trưởng thành hài tử a. Tiểu Đào khoát tay chặn lại, hai người thủ hạ đóng cửa lại, tiếp tục giam lỏng Tương Huân. Còn như Tương Huân chính hắn, giống như là một cái người không có sao giống nhau, thong dong bình tĩnh về tới bên trong phòng ngủ, xuất ra giấy cùng bút tới mưu hoa bước kế tiếp kế hoạch, làm như thế nào phối hợp Long Trảo. Đương nhiên, những thứ này toàn bộ đều là chỉ có bề ngoài, làm cho Long Trảo nhìn. Tương Huân nội tâm chân chính ý tưởng là, Y Vân ở đâu Y Vân, người có thể nhất định phải lĩnh hội ý của ta a. Bên kia, Tương Y Vân ly khai tuân thủ nghiêm ngặt nhà sau cũng không có cái gì có thể đi địa phương, thẳng thắn đi thẳng tới thực tiệm thuốc, lại một lần nữa gặp được Giang Sách cùng với Lô Văn Diệu đám người. Trong khoảng thời gian này Lô Văn Diệu sẽ ngủ ở thực tiệm thuốc phụ cận, Giang Sách cho hắn đơn độc định ra một cái 5 sao rượu đại tửu điếm phòng xếp, thuận tiện Lô Văn Diệu tùy thời qua đây thương lượng. Chứng kiến Tương Y Vân đi tới sau đó, ngay lập tức sẽ đem nàng cho nghênh đến rồi bên trong phòng. Sau đó, Giang Sách, Lô Văn Diệu, Tương Y Vân ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, đôi ngư rót cho mỗi người một ly trà, cũng bưng lên mấy điệp điểm tâm. Lô Văn Diệu dẫn đầu hỏi, Y Vân, người gấp gáp như vậy chạy tới, có phải hay không Tương Huân cái kia bên lại có cái gì mới tình báo? Tương Y Vân chính là Tương Huân bị giam lỏng lên sự tình nói một lần. Nàng lo lắng nói, Long Trảo có thể hay không phát hiện ba sự tình. Lô Văn Diệu lắc đầu, nếu như phát hiện, cũng sẽ không là giam lỏng đơn giản như vậy. Từ trước mắt tình huống xem, chắc là hoài nghi Tương Huân,
nhưng là vừa không có chứng cứ, cho nên đem người cho giam lỏng rồi. Nói như vậy, về sau Tương Huân sợ là khó hơn nữa cho chúng ta truyền lại tin tức. Tương Y Vân khẽ nhíu mày, nói đến tin tức, ở ta rời nhà trước, ba ba từng theo ta nói một câu vô cùng kỳ quái lời nói. Nói cái gì? Hắn nói, nếu như ta không đi nữa, ma quỷ sẽ tới tìm ta. Ma quỷ? Tương Y Vân rất khẳng định gật đầu, đúng vậy, ta cũng không biết những lời này là có ý tứ, làm sao đột nhiên sẽ nhắc tới ma quỷ, có phải hay không ba ba thoại lý hữu thoại a? Lô Văn Diệu cùng Giang Sách liếc nhau, đồng thời rơi vào trầm tư. Y theo Tương Huân tính tình, sẽ không nói vô dụng nói, hắn nếu nhắc tới ma quỷ, liền nhất định có đặc thù hàm nghĩa. Chỉ là cái này hàm nghĩa là gì đây? Lô Văn Diệu cùng Giang Sách cũng không nghĩ ra tới. Một lát sau, vẫn là Tương Y Vân chủ động nói rằng, kỳ thực khi còn bé ta rất sợ ma quỷ, ba ba mỗi lần đều nói với ta không cần sợ, hắn đã đem ma quỷ cho đuổi đi, cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng ma quỷ tới dọa ta, không biết vì sao lần này. Các loại, Giang Sách bỗng nhiên nói rằng, người nói người khi còn bé sợ ma quỷ. Ân, vì sao? Tương Y Vân gãi đầu một cái, nỗ lực suy tính, hồi lâu sau mới lên tiếng. Quá nhiều chuyện ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ta khi còn bé rất sợ một loại đồ đạc, giống như là ma quỷ một dạng đồ đạc, vừa nhắm mắt liền sợ, buổi tối cũng không dám ngủ. Giang Sách tiến thêm một bước hỏi, sợ một loại đồ đạc. Vật gì vậy? Ngạch! Tương Y Vân rất nỗ lực hồi ức, nhắm mắt lại, để cho mình như là về tới khi còn bé. Từ từ, một cái sớm đã bị phủ đầy bụi lên cái bóng xuất hiện lần nữa ở tại trong đầu của nàng. Đó là một cái toàn thân màu đỏ có hai cái đầu xà. Song đầu xà, Tương Y Vân hét lớn ra. Song đầu xà, Giang Sách sửng sốt một chút, không rõ có ý tứ, đây cũng là người nào trong truyền thuyết thần thoại quái vật sao? Chợt nghe Tương Y Vân nói rằng, ta nhớ ra rồi, khi còn bé ta đi tìm Trần Gia Gia, kết quả tại hắn bên trong phòng thấy được một cái toàn thân đỏ bừng, sở hữu hai cái đầu xà. Lúc đó ta sợ hãi, trực tiếp sợ hôn mê đi. Chờ ta lúc tỉnh lại cũng đã ngủ ở trên giường của mình, ta nói cho ba ba ta thấy được ma quỷ, nam ma quỷ chính là song đầu xà. Thì ra, ở Tương Y Vân cùng Trần Lão trên người, còn phát sinh qua một món đồ như vậy ly kỳ thêm chuyện thú vị. Chỉ bất quá, song đầu xà cái từ này nghe giống như là đùa giỡn giống nhau. Có thể có cái gì hàm nghĩa? Lúc này, Lô Văn Diệu sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, hắn tựa hồ là nhớ tới chuyện gì. Hai tay đều có chút run rẩy. Chứng kiến phản ứng của hắn, Giang Sách cũng biết nhất định có việc. Lư tiên sinh, người đối với song đầu xà có lý giải? Giang Sách hỏi. Lô Văn Diệu phi thường khẳng định gật đầu, nói rằng, biết, đó là một đoạn vô cùng tệ hại hồi ức. Lập tức, hắn liền đem song đầu rắn lai lịch nói một lần. Bởi vì hắn cùng Trần Lão là bạn bè cực tốt, lại là nhìn Tương Huân lớn lên. Cho nên có quan hệ song đầu rắn một đoạn kia đã trải qua hiểu rất thấu triệt. Ở hoàn toàn trần thuật song sau, Giang Sách xem như là hiểu toàn bộ trải qua. Hắn nói rằng, dựa theo tình huống trước mắt để suy đoán, vô cùng có khả năng song đầu xà muốn tái hiện nhân gian. Đại khái suất là Long Chảo đem loại quái vật này cho vận chuyển qua đây, cần thứ này đi đối phó chúng ta. Tuy là chỉ là thôi chắc, nhưng nếu như chuyện này thực sự phát sinh, kia đối với Giang Sách bọn họ mà nói, sẽ là một đả kích trầm trọng. Đôi ngư nhíu nói rằng, song đầu xà lại kịch độc, cũng chỉ là xà mà thôi, chỉ cần chúng ta tăng mạnh đề phòng không bị rắn cắn, không phải không sao. Giang Sách lắc đầu, người đem Long Chảo nhìn quá đơn giản, có thể Long Chảo dùng song đầu rắn mục tiêu, cho tới bây giờ không phải là chúng ta. Tựa như phía trước hành động giống nhau. Long Chảo hoàn toàn có thể dùng song đầu xà đi đối phó bình dân dân chúng, sau đó đem nồi khóa tại Giang Sách trên người, chỉ cần lợi dụng được Tương Huân công tín lực là được rồi. Đau đầu a, lại là này chủng kẻ đáng ghét chiêu số. Lô Văn Diệu nói rằng, mặc kệ Long Chảo bọn họ muốn thế nào thao tác, nói ngắn lại, hiện nay chúng ta cần phải làm là đạt được song đầu rắn độc giải dược. Giải dược, đi đâu mà tìm? Lô Văn Diệu suy nghĩ một chút. Nói rằng, từ trước chỉ có Trần Lão cùng Xà Vương biết chế tạo giải dược, Trần Lão đã mất rồi, Xà Vương theo ta được biết cũng đã bại liệt nhiều năm, không biết có còn hay không chế tác giải dược năng lực. Giang Sách nói rằng, tìm được là hắn biết rồi.
Lư tiên sinh, người biết Xà Vương ở nơi nào không? Lô Văn Diệu gật đầu, biết, Xà Vương bại liệt sau đó đã bị Tương Huân cho an bài ở Lá Trúc Lâm, đi vào trong đó có thể tìm được hắn. Vào buổi trưa, Lá Trúc Lâm. Bởi vì đường nhỏ hẹp gồ ghề, đại hình xe cộ không còn cách nào thông hành, cho nên Giang Sách cùng Đôi Ngư liền một người cưỡi một chiếc tiểu điện lửa hướng sâu trong rừng trúc đi tới. Dọc theo đường đi côn trùng kêu vang chim hót hoa nở, thật ra khiến lòng người khoáng thần di. Đôi Ngư nói rằng, thống suất, nơi này hoàn cảnh không sai a, khắp nơi đều là gậy trúc, Tô Đông Pha nói qua, có thể ăn không ra thịt, nhưng không thể ở không trúc. Có thể ở tại loại địa phương này, bản thân đã nói lên Dư Diệu là một cái thanh tâm quả dục người nha. Phải. Đúng vậy. Nếu quả như thật là thanh tâm quả dục, năm đó như thế nào lại cùng Trần Lão cùng nhau nghiên cứu sáng tạo ra song đầu xà loại quái vật này đâu. Cuối cùng luân lạc tới cả đời tàn phế hạ tràng, cũng có thể cũng coi là gieo gió gặt bão. Trong rừng trúc đại lộ không có, nhưng đường nhỏ quá nhiều, khắp nơi đều là đường. Có chút đường thậm chí ở giữa còn bị gậy trúc chặn lại, cần xuống xe đem gậy trúc cho đẩy ra mới có thể tiếp tục thông hành. Cứ như vậy, hai người bọn họ ở Lô Văn Diệu bản đồ dưới sự chỉ dẫn, phế đi thật là lớn võ thuật mới tìm được Xà Vương Dư Diệu chỗ ở. Đây là một cái nhà ở trong rừng trúc đơn độc tạo dựng lên biệt thự nhỏ, lối kiến trúc vô cùng phong cách cổ xưa, cùng rừng trúc dung hợp vào một chỗ, đều là ưu nhã. Tương Huân còn đặc biệt cho Dư Diệu thành lập một cái cơ kim hội, mỗi tháng đều sẽ có người đến tiễn đồ dùng hàng ngày. Cho nên, nơi đây kỳ thực tuyệt không hoang vắng, nhất định chính là cái thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa cơ kim hội cho Dư Diệu trang bị hai cái bảo mẫu cùng với một chủ sư, ba người hầu hạ, trên cơ bản cái gì cũng không cần tự mình động thủ. Cuộc sống của hắn nếu so với vậy lão nhân hạnh phúc nhiều. Đây cũng tính là Tương Huân vì chuyện năm đó làm một điểm bù đắp. Thanh Nhã ở, chính là chỗ này. Đôi Ngư nhìn biệt thự nhỏ trên cửa bảng hiệu nói rằng. Bọn họ dừng xe, vừa mới chuẩn bị đi qua gõ cửa, mới đi tới cửa liền nghe được một tiếng cọt kẹt, cửa mở ra. Một gã bảo mẫu đứng ở cửa nói rằng, các ngươi là đi cầu chữa bệnh sao? Cần y, coi như là a. Giang Sách gật đầu, không biết Dư tiên sinh có ở nhà không? Bảo mẫu nở nụ cười, hắn không ở nhà còn có thể cái nào. Lại không thể đi bộ, tới, vào đi. Tuy là Xà Vương ở tương đối vắng vẻ, thế nhưng nổi tiếng bên ngoài, y thuật của hắn vẫn là tương đối cao minh, đặc biệt am hiểu lấy độc trị độc, cho nên hàng năm đều sẽ có người không xa nghìn dặm tới rồi bái phỏng, cần y. Cho nên bảo mẫu nhóm thông thường đều sẽ tiếp đãi đến từ trời Nam Biển Bắc khách nhân. Đối với Giang Sách như vậy người ngoại lai căn bản là thấy nhưng không thể trách. Cái này cũng tiết kiệm Giang Sách không ít miệng lưỡi khí lực. Theo bảo mẫu tiến nhập biệt thự, Giang Sách cùng Đôi Ngư ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bảo mẫu bưng tới hai chén trà. Các ngươi trước uống trà, ta đi mời Dư tiên sinh. Làm phiền. Ở bảo mẫu rời đi võ thuật, Giang Sách tùy ý nhìn một chút phòng khách bố trí, đừng nói, thật vẫn cố gắng trang nhã. Bên trong phòng không có quá nhiều hiện đại hóa đồ đạc, ngược lại thì có rất nhiều danh nhân tranh chữ, chai chai lọ lọ, khiến người ta ngây ngô rất thoải mái. Đôi Ngư nói rằng, ta ngay từ đầu nghe được Xà Vương hai chữ, còn tưởng rằng sẽ là một cái rất khủng bố lão nhân, cả ngày cùng xà ngủ ở cùng nhau cái loại này, không nghĩ tới sau khi đến phát hiện, thưởng thức cũng thực không tồi a, không giống tên của hắn kinh khủng như vậy. Đang nói. Liền nghe được phía sau bình phong truyền tới một lão giả thanh âm. Xà Vương, đó là ngoại giới cho ta đánh giá mà thôi, tự ta có thể tuyệt không thích tiếng xưng hô này. Trong giọng nói, bảo mẫu thúc một cái xe đẩy đi ra, xe lăn đang ngồi lão nhân, chính là có Xà Vương xưng hô Dư Diệu. Giang Sách cùng Đôi Ngư lập tức đứng lên. Đôi Ngư tự biết nói nhầm, chặn lại nói áy náy, Dư tiên sinh thực sự là thật ngại quá, ta nói bậy, xin không nên phiền lòng. Dư Diệu khoát tay áo, thanh niên nhân không che đậy miệng, mà thôi. Xe đẩy dừng lại. Dư Diệu nhìn một chút trước mặt hai người trẻ tuổi, nói rằng, hai người các ngươi huyết khí phương cương, khí tức đều đều, xương ống chân cường kiện, đều là nhất đẳng cao thủ. Chẳng những không có bất luận cái gì tật bệnh, còn kiện khang rất. Liếc mắt là có thể nhìn ra Giang Sách cùng Đôi cá thân thể tố chất như thế nào, Dư Diệu trình độ thật không đơn giản.
Hắn nói tiếp, các ngươi nói là đi cầu chữa bệnh, hẳn không phải là cho các ngươi chính mình cầu a? Có phải hay không có đại nhân vật nhờ các ngươi tới mời ta a? Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, các ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại bộ dáng này ngay cả bước đi đều không đi được, ta sẽ không đến khám bệnh tại nhà, muốn xem bệnh, ngươi làm cho chính hắn tới ta đây xem bệnh. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, Dư tiên sinh ngài hiểu lầm, chúng ta tới cần y cũng không phải là vì người khác, mà đúng là tự chúng ta gặp chút phiền toái sự tình, cần Dư tiên sinh sự giúp đỡ của ngài. Dư Diệu nhíu nhíu mày, các ngươi gặp phải phiền toái. Hai người các ngươi kiện khang rất, không có gì ngoài ý muốn, nhất định là có thể dài mệnh trăm tuổi, căn bản không cần cần y a. Giang Sách nói rằng, Dư tiên sinh, ta sẽ không ở trước mặt ngài vòng vo, lần này tới tìm ngài, là vì song đầu rắn sự tình. Song đầu xà. Một cái vài chục năm cũng không có người nói từ. Một cái làm cho hăm hở xà vương cả đời tàn phế sinh vật đáng sợ. Một cái từ xà vương tự tay chế tạo ra ma quỷ. Các ngươi là từ nơi nào nghe tới song đầu xà cái từ này? Dư Diệu trên mặt của đã lộ ra cảnh giác biểu tình, hiển nhiên, hắn đối với Giang Sách đã sản sinh định ý. Kết quả là, Giang Sách liền đem tình hình thực tế đại thể nói một lần. Long Chảo đi tới Yến Thành đã khống chế tuân thủ nghiêm ngặt nhà, đồng thời đem song đầu xà cho vận chuyển qua đây, rất có thể sẽ khiến một hồi tinh phong huyết vũ. Vì để tránh cho tai họa phủ xuống, Giang Sách cần giải dược, cần xà vương trợ giúp. Nghe xong cả sự kiện chân tướng, Dư Diệu càng là thở dài một hơi, nói rằng, đối với tình cảnh của các ngươi ta biểu thị phi thường đồng tình, nhưng ta lực bất tòng tâm. Chỉ dựa vào ta sức mạnh của một người là không có biện pháp chế tạo ra giải dược. Năm đó ta theo Trần Lão liên thủ, cũng chỉ là chế ra bán thành phẩm giải dược, ngươi xem ta đây bộ dáng, chính là bị song đầu rắn cắn sau đó ăn bán thành phẩm thuốc kết quả. Ta cũng đã xem như là không tệ, đổi thành không có ăn giải dược, chắc chắn phải chết. Dư Diệu lắc đầu nói rằng, bây giờ Trần Lão đã chết, ta lại bộ dáng này, trên thế giới đã không có người lại có thể chế tạo ra có thể hóa giải song đầu rắn độc làm giải dược. Các ngươi cùng với tới tìm ta, không bằng sớm một chút thu dọn đồ đạc ly khai Yến Thành, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Tương đương tuyệt vọng nói. Nhưng mà, Giang Sách nhưng cũng không dự định buông tha. Hắn kiên định nói rằng, sư phụ tuy là mất rồi, nhưng hắn lão nhân gia ý chí vẫn như cũ trường tồn. Dư tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta, ta có thể tiếp nhận sư phụ lão nhân gia ông ta y bát, với ngươi liên thủ sáng tạo ra hoàn mỹ giải dược. Sư phụ, y bát, Dư Diệu sửng sốt vài giây, hỏi, ngươi, cùng Trần Lão là quan hệ như thế nào? Giang Sách hồi đáp, ta gọi Giang Sách, là Trần Lão thu quan môn đệ tử, chiết cây thuật. Ta cũng sẽ. Nghe này một lời, Dư Diệu không khỏi đối với Giang Sách nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể bị Trần Lão thu làm quan môn đệ tử nhân, khẳng định bất phàm. Dư Diệu đối đãi Giang Sách thái độ có chút cải biến, hắn chăm chú nhìn Giang Sách, nói rằng, ngươi là Trần Lão quan môn đệ tử. Học tập chiết cây thuật. Là. Tốt, đã như vậy, ta liền ngoại lệ cho ngươi một cái cơ hội. Dư Diệu vi vi ngẩng đầu lên. Nói rằng, nếu như ngươi có thể đi qua khảo nghiệm của ta, chứng minh ngươi có nhận ca Trần Lão thực lực, như vậy ta có thể với ngươi liên thủ chế tác giải dược. Nếu không, ngươi liền tự rời đi a. Nói điểm trực bạch, chính là Dư Diệu đối với Giang Sách thực lực còn có điều hoài nghi, muốn nghiệm chứng một chút Giang Sách có hay không có cùng Dư Diệu liên thủ thực lực. Hợp tình, hợp lý. Giang Sách gật đầu, có thể. Ngươi trước đừng có gấp bằng lòng. Dư Diệu nói rằng, khảo nghiệm của ta có thể không phải thông thường. Nếu như ngươi thất bại, là có khả năng người chết. Hắn dùng ngón tay chỉ đôi ngư, nói rằng, như thế này ta sẽ đưa cho ngươi đồng bạn hạ độc. Nếu như ngươi có thể đủ ở thời gian một nén nhang bên trong giải độc thành công, là có thể đi qua khảo nghiệm. Nhưng nếu như ngươi thất bại, không riêng không còn cách nào đi qua khảo nghiệm, càng biết hại chết đồng bạn của ngươi. Giang Sách, như vậy khiêu chiến. Người dám tiếp thu sao? Đúng là phi thường nghiêm khắc khiêu chiến. Một ngày thất bại, sẽ bồi thường đôi cá mệnh, có thể nói, đây là một hồi tuyệt đối không thể thất bại khiêu chiến. Thời gian một nén nhang, cũng chính là khoảng 15 phút. Trong thời gian ngắn như vậy sẽ hoàn thành giải độc công tác, quá khó khăn. Coi như là Giang Sách,
cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể làm được, hơn nữa thất bại giá quá lớn, đổi thành người bình thường, nhất định là muốn cự tuyệt. Không đợi Giang Sách mở miệng, Đôi Ngư liền chủ động nói rằng, có thể a, nếu Dư tiên sinh đều đã nói rõ yêu cầu, chúng ta đây cũng không còn cái gì tốt do dự, trực tiếp bắt đầu đi. Dư Diệu rất là ngoài ý muốn. Hắn có chút thưởng thức nhìn Đôi Ngư, nói rằng, người không có chút nào sợ sao? Không sợ. Ha ha, người cũng đã biết, một ngày Giang Sách thất bại, người thì sẽ mất đi tính mệnh. Biết. Biết còn không sợ. Đôi Ngư khẽ cười một tiếng, bởi vì ta cái mạng này, cũng sớm đã là thống soái rồi. Vô luận từ lúc nào ta đều có thể dâng ra. Hơn nữa, ta đối với thống suất có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ từ lúc nào, thống suất đều là sẽ không thua. Dư Diệu nở nụ cười, người đối với Giang Sách nhưng thật ra rất có lòng tin, cũng không biết thực lực của hắn xứng hay không trên lòng tin của ngươi. Đi, các ngươi đã như vậy quyết định, vậy hãy cùng ta tới a. Hắn khoát tay chặn lại, bảo mẫu liền đẩy xe lăn chuyển tới phía sau bình phong, Giang Sách cùng Đôi Ngư đứng dậy đi theo. Đoàn người xuyên qua hành lang đi tới một cái phòng hiệu thuốc. Nơi này là Dư Diệu bình thường gửi dược liệu, y dược thiết bị gian phòng, bên trong có đại lượng dược liệu chân quý, trị bệnh cứu người phải dựa vào những thứ đồ này. Đương nhiên, Dư Diệu làm xà vương, hắn sử dụng dược liệu cùng người khác vẫn có sở khác biệt. Bởi vì hắn am hiểu phương pháp lấy độc công độc, cho nên hắn dược liệu đều rất nguy hiểm, trong đó, rắn độc là nhiều nhất, bị Dư Diệu chơi ra hoa nhi. Nằm xong, Dư Diệu thuận miệng nói rằng, Đôi Ngư hít thở sâu một hơi, rốt cuộc phải đối mặt thi học kỳ rồi, hắn trực tiếp nằm ở gian phòng trên giường bệnh. Dư Diệu xuất ra ngân châm, sau đó mở ra vài cái bình. Mấy cái này trong lon mặt mỗi người chứa kỳ kỳ quái quái dịch thể, xanh, đỏ, đen, tử, các loại nhan sắc đều có, không biết còn tưởng rằng là thuốc nhuộm rồi. Ta muốn bắt đầu rồi. Dư Diệu tự tay đem một cây ngân châm bỏ vào trong lon mặt, sau đó bắt đầu tại song ngư trên người ghim. Một bên thao tác, hắn một bên giải thích, những thứ này trong lon diện trang lấy, toàn bộ đều là ta dùng rắn độc phối trí đặc thù dịch thể. Hiện tại, ta dùng ngân châm đem rắn độc rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi chỉ có một nén nhang sinh mệnh. Nếu như một nén nhang bên trong Giang Sách trị không hết ngươi, vậy ngươi cũng có thể đi địa phủ báo cáo. Đôi Ngư trong lòng khổ a. Tuy là làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thực sự nằm ở đó bị người rót vào rắn độc thời điểm, hắn vẫn tương đương khẩn trương bất an. Dù sao đây là đang đổ mạng của hắn. Một cây ngân châm ghim hết vẫn không tính là, đệ nhị cây lại nữa rồi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng đâm 10 cây ngân châm, đồng thời sử dụng 10 chủng bất đồng rắn độc. Các loại rắn độc tại song ngư trong cơ thể giao hòa cùng một chỗ, sinh ra phản ứng thì càng sinh ra. Chỉ thấy đôi cá gương mặt là màu tím, môi là màu xanh biếc, hai tay là màu đỏ, hai chân lại biến thành hắc sắc. Cả người giống như là ở đại nhiễm hang bên trong lăn một vòng, đủ loại màu sắc kỳ quái trải rộng toàn thân. Một người biến thành bộ dáng này, còn có mạng sống sao? Bảo mẫu dựa theo Dư Diệu chỉ thị, ở bên cạnh đốt một điếu hương. Dư Diệu nhìn thoáng qua Giang Sách, nói rằng, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, có thể hay không cứu sống đồng bạn của ngươi, liền đều xem bản lãnh của ngươi. Ta chỗ này hết thảy dược vật, thiết bị, ngươi mặc dù sử dụng. Khai cung không quay đầu mũi tên, Giang Sách, ngươi tận lực thử một lần a, cũng đừng làm cho người của ngươi chết ở ta chỗ này, rất xui. Nói xong những lời này, bảo mẫu liền thúc Dư Diệu lui qua một bên trong góc, yên lặng nhìn Giang Sách biểu diễn. Vọng, văn, vấn, thiết. Giang Sách cũng không có thời gian cấp bách mà quên thao tác cơ bản nhất. Hắn rời cái băng tỏa tại song ngư bên người, sau đó từ đầu đến chân tiến hành kiểm tra, đồng thời hỏi đôi cá tình trạng cơ thể. Thông suốt, ta thật là khó chịu a. Nửa người trên của ta rất nóng, nửa người dưới lại rất lạnh, hơn nữa ta cảm giác đầu rất ngất. Mấu chốt nhất là, không biết vì sao, ta dường như không cảm giác ta tứ chi tồn tại, giống như là bị cắt một cái dạng. Ta, ngay từ đầu Đôi Ngư còn có thể nói chuyện bình thường, qua một min thời gian, hắn liền triệt để mơ hồ, ngay cả bình thường đối thoại đều làm không được đến. Thân thể còn có thể không tự chủ được lay động. Đây là rắn độc bắt đầu phát tác. Nhất định phải dành thời gian rồi, rắn độc càng ngày càng nghiêm trọng,
nếu như trì hoãn nữa, đôi ngư thực sự biết khó giữ được tánh mạng. Đôi ngư đối với Giang Sách tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa thời gian nếu như này gấp gáp. Nếu như đổi một người, ước đoán lúc này đã khẩn trương tới tay đủ luống cuống, thậm chí thẳng thắn bỏ qua, nhưng Giang Sách không có, hắn đã vẫn duy trì tương đối lãnh tĩnh. Bởi vì hắn biết, khẩn trương cũng không thể để cho ngươi thu được thành công, ngược lại sẽ đem sự tình làm cho đập. Ở lúc ban đầu kiểm tra qua sau, Giang Sách cũng lấy ra một cây ngân châm. Dư Diệu chứng kiến Giang Sách ngân châm sau đó, không khỏi thở dài nói, biển thước thần châm. Ngươi lại có như vậy bảo vật, tiểu tử, phúc khí không nhỏ a. Giang Sách không có trả lời, mà là hết sức chuyên chú dụng thần nhằm vào đôi ngư tiến hành thâm nhập kiểm tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hương, đã đốt 1/3, nhưng mà Giang Sách cho tới bây giờ như trước chỉ là ở kiểm tra, không có chân chính động thủ trị liệu, giải độc. Một bên bảo mẫu nhìn đều nóng nảy, nhịn không được nói câu, ngươi nhưng thật ra nhanh lên một chút a, không động thủ nữa liền người, hắn mạng nhỏ sẽ không có. Thời gian thực sự không nhiều lắm lạp. Ngay cả bảo mẫu một cái như vậy ngoại nhân đều nhìn sốt ruột, huống chi là Giang Sách đâu. Theo lý thuyết, Giang Sách hẳn là hỏa cấp hỏa liệu bắt đầu phối trí giải dược, thế nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Giang Sách chẳng những không có nghiên cứu chế tạo giải dược, ngược lại đem biển thước thần châm rút ra, sau đó yên lặng ngồi ở đó bên, vẫn không nhúc nhích. Đây là mấy cái ý tứ. Bỏ qua. Mắt thấy hương đều đốt rụi phân nửa, bảo mẫu sốt ruột nói, Giang Sách ngươi ở đây làm gì chứ? Chả thế nào bất động. Nhanh lên một chút phối trí giải dược a, người lại phải chết. Cũng mặc kệ bảo mẫu nói như thế nào, Giang Sách chính là vẫn không nhúc nhích. Sốt cục, ngay cả Dư Diệu cũng không nhìn nổi. Hắn nổi giận nói, Giang Sách, người đây là bỏ qua sao? Ha ha, không có vàng thép chui cũng đừng kéo đổ xứ việc. Người biết, bởi vì ngươi thể hiện, trực tiếp hại chết đồng bạn của ngươi. Chậm chậm, Dư Diệu còn nói thêm, cũng được. Nếu như ngươi bây giờ chịu thua lời nói, ta có thể cứu sống đồng bạn của ngươi, sau đó các ngươi rời đi cho ta lá trúc lâm, không muốn trở lại phiền ta. Đây chính là một cái lớn vô cùng mê hoặc. Có thể nói, Dư Diệu đề nghị này vô luận đối với Giang Sách vẫn là đôi ngư, đều là vô cùng thiện ý. Cái gọi là lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Nhưng Giang Sách giống như là hạ tuyến giống nhau, giống như khúc gỗ giống nhau ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích, nhìn nữa na hương, đã đốt 2/3, đôi cá tính mệnh chỉ còn lại có 5 min. Nếu như kéo dài nữa, coi như Dư Diệu có lòng cứu người, sợ là cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Dư Diệu quát, Giang Sách, người đây là đang theo ta dở tính trẻ con sao? Vừa lúc đó, Giang Sách đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Diệu, chẳng những không có chút nào hổ thẹn cùng bất an, còn thong dong bình tĩnh nói, Dư tiên sinh. Ngài cũng không cần tái diễn vai diễn, quá giả. Ngạch, Dư Diệu cùng bảo mẫu đều ngẩn ra, cái nàng là ý gì? Giang Sách, ngươi nói gì đây? Ta làm sao nghe không hiểu? Dư Diệu vẻ mặt hồ đồ. Giang Sách mỉm cười giải thích, ngài thật không hiểu sao? Dư tiên sinh, ngài tuy là cho đôi ngư rót vào 10 loại bất đồng rắn độc, thế nhưng cái này 10 loại rắn độc tương sinh tương khắc, ngươi đem cầm được rồi phân lượng. Những thứ này rắn độc tại song ngư trong cơ thể khắc chế lẫn nhau, dung hợp. Tuy là biểu hiện ra dáng vẻ phi thường khủng bố dọa người, lục sắc, màu đỏ, hắc sắc, tử sắc, màu gì đều có, nhưng là lại sẽ không đối với thân thể có bất kỳ thương tổn. Những độc tố này dung hợp, khắc chế chênh lệch thời gian không nhiều lắm chính là 15 min. Đến khi cái này một nén nhang đốt xong thời điểm, cũng chính là 10 loại độc tố lẫn nhau tiêu hao sạch thời điểm. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần bất luận cái gì thi cứu thủ đoạn, đôi ngư dĩ nhiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. A hát, không đúng, đôi ngư sẽ trở nên so với ban đầu khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn, bởi vì 10 loại độc tố ở lẫn nhau tiêu hao trong quá trình, nhân tiện đem đôi ngư trong cơ thể quanh năm tích tụ một ít độc tố cũng cho tiêu hao hết. Một chiêu này, chính là lấy độc trị độc thường dùng thủ đoạn. Dư tiên sinh, ngài nói ta phân tích đúng hay không? Nghe xong Giang Sách giải thích, Dư Diệu giận không kềm được, hét lớn, quả thực nói bậy. Giang Sách, người bớt ở chỗ này đầy bình bất động nửa chai dung. Ta cho người biết, cái này 10 loại độc tố mặc dù có khắc chế lẫn nhau,
thế nhưng cũng sẽ đối với đôi cá thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Sau một nén nhang, ngươi không giải độc, hắn chắc chắn phải chết. Nói chuyện võ thuật, liền thấy đôi ngư đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, thoạt nhìn tương đương suy yếu. Dư Diệu lập tức nói rằng, xem, hắn sẽ không chịu nổi. Giang Sách, ngươi sẽ vì ngươi tự cao tự đại, bồi thượng đồng bạn một cái mạng. Đối với Dư Diệu lời nói, Giang Sách căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tiếp tục bảo trì mỉm cười, từ tốn nói, Dư tiên sinh, đã không sai biệt lắm a. Không muốn tái diễn vai diễn. Dư Diệu tức giận cũng, hắn dùng lực vỗ xe đẩy tay vịt, mắng, đây là mạng người quan trọng đại sự, người nào với ngươi diễn kịch. Bảo mẫu càng là mắng, Giang Sách, ngươi cư nhiên cầm đồng bạn mệnh mở ra vui đùa, thật là người cặn bã a. Giang Sách khẽ lắc đầu một cái, nhìn thoáng qua bên cạnh Hương, nói rằng, còn có 3 min thời gian, chúng ta đây thì chờ một chút xem đi, nhìn kết cục đến cùng sẽ là cái dạng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên giường bệnh đôi ngư toàn thân đều từ từ biến thành hắc sắc, hai mắt khàn khàn, có phải hay không liền phun ra một hớp lớn không sạch sẽ vật, thật là ác tâm. Nếu như không muốn cái khác, nhìn không đôi cá dáng vẻ, đây là cách cái chết không xa. 3 min, 2 min, 1 min, đã đến giờ. Chỉ thấy đôi ngư toàn thân hắc sắc toàn bộ đều tụ tập đến rồi hầu chỗ, sau đó ngồi xuống phun toàn bộ phun ra, theo sát mà, người triệt để mệt lả nằm ở trên giường bệnh. Toàn thân hắn trên dưới không ngừng nhỏ bé co quắp. Sau đó, đôi cá màu da một chút xíu khôi phục như cũ bộ dạng, đồng thời hai má hồng phác phác, nhìn qua phi thường kiện khang. Lại qua đại khái 1 min thời gian. Đôi ngư bỗng nhiên cảm giác thần thanh khí sảng, một cái liền từ trên giường bệnh ngồi dậy, hai mắt cũng sẽ không khàn khàn, mà là trở nên lấp lánh hữu thần. Qua, cảm giác này, giống như là đại hạ thiên vọt cái tắm nước lạnh, thoải mái thấu. Nghe hắn nói giọng của đều hết sức sung túc có lực nhi, đủ để chứng minh đôi cá thân thể đã triệt để khôi phục. Trong toàn bộ quá trình, Giang Sách cũng không có làm gì. Tựa như Giang Sách nói như vậy. 10 loại rắn độc ở đôi cá trong cơ thể khắc chế lẫn nhau, dung hợp, căn bản là cái gì cũng không cần làm, các loại thời gian một nén nhang qua đi, 10 loại độc chính mình tiêu hóa sạch sẽ, đôi ngư dĩ nhiên là hồi tỉnh qua đây. Hơn nữa, 10 loại độc ở lẫn nhau quá trình tiêu hóa chung, còn có thể đem đôi ngư trong cơ thể tích toàn nhiều năm như vậy chọc khí, ô uế đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Vừa mới đôi ngư nhổ ra này đồ bẩn, chính là ẩn sâu ở trong người vật dơ bẩn. Phần này lấy độc trị độc bản lĩnh, Giang Sách tự nhận là không có có năng lực làm được. Hắn hướng về phía Dư Diệu chắp tay, nói rằng, ngày hôm nay thấy được Dư tiên sinh cao siêu y thuật, thực sự là xem thế là đủ rồi. Đôi ngư cũng chắp tay nói rằng, cảm tạ Dư tiên sinh giúp ta loại trừ trong cơ thể tạp vật, hiện tại ta cả người thần thanh khí sảng, cảm giác huy động cánh tay một cái đều có thể bay lên. Cái này nhìn kỹ tử. Vẫn khí hành hành Dư Diệu bỗng nhiên trong lúc đó sắc mặt cải biến, ngẩng đầu lên cười ha ha lên, bà vú trên mặt cũng triển lộ ra vui mừng biểu tình. Tốt, tốt, thực sự là hậu sinh khả úy a. Dư Diệu sờ sờ râu mép, nói rằng, Giang Sách, ngươi thật không hổ là Trần lão quan môn đệ tử, không để cho ta thất vọng, vừa mới nếu như ngươi qua quyết dùng châm, hay hoặc là dù cho tùy tiện dùng một vị thuốc, đều sẽ phá nói đôi ngư độc trong người cân bằng. Biết đưa tới hắn trực tiếp tử vong. Không hề làm gì, mới là cách làm chính xác nhất. Loại này khảo nghiệm là phi thường khó khăn. Làm một bác sĩ, khi nhìn đến đồng bạn bị rắn độc công tâm thời điểm, thật có thể trầm trụ khí không hề làm gì sao? 10 cái bác sĩ bên trong có 10 cái cũng không thể ngồi yên. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không lầm, một phần vạn bởi vì mình ngộ phán đưa tới đồng bạn chết thảm. Chẳng phải là muốn thương tiếc chung thân. Cho nên, cái này khảo nghiệm khó khăn nhất kỳ thực không phải y thuật, mà là tâm tính. Muốn xem ra đôi ngư độc trong người cân bằng kỳ thực cũng không khó, hơi có chút tài nghệ bác sĩ đều có thể nhìn đi ra, khó thì khó trong lòng thái phương diện. Đầu tiên, đôi ngư là Giang Sách bản thân. Thứ nhì, Giang Sách chính mình lại là một gã y thuật cao siêu người, hắn làm sao có thể ngồi yên. Cuối cùng, thời gian lại hạn chế ở một nén nhang bên trong, càng làm cho loại này tâm tình khẩn trương tăng lên tới cực hạn. Đây nếu là vậy bác sĩ, mặc dù có thể nhìn ra độc cân bằng,
cũng sẽ bị các loại nhân tố ảnh hưởng, đưa tới dùng sai thuốc, cộng thêm dư rượu cùng bà vũ kỹ xảo kỳ thực còn rất khá, lại càng không có mấy người có thể qua đóng. Không thể không nói, Giang Sách vô luận là y thuật vẫn là tâm lý tố chất, vậy cũng là đứng đầu. Đôi ruốc cá rồi khẩu khí, nói rằng, may mà thống suất không có cho ta qua quyết dùng thuốc, nếu không, ta hiện tại chính là một tử thi. Giang Sách nghe xong cười ha ha, yên tâm đi, sẽ không. Ân, vì sao sẽ không, không phải nói chỉ cần dùng sai một vị thuốc, ta thì độc sẽ phát bỏ mình sao? Giang Sách giải thích, trải qua chuỗi này thao tác ngươi còn không nhìn ra được sao? Dư tiên sinh tuy là biệt hiệu gọi xà vương, kỳ thực hắn là một cái trạch tâm nhân hậu, tâm tồn hiền lành lão tiền bối. Nếu như ta thật muốn cho ngươi dùng thuốc, chỉ sợ ta còn không có động thủ cũng sẽ bị dư tiên sinh cho ngăn cản, sau đó tuyên bố ta thất bại, đem ta đá ra khỏi cục, quyết định sẽ không thực sự để cho ngươi đánh đổi mạng sống giá cao. Cái gọi là biết toi mạng. Đây chẳng qua là vì ảnh hưởng tâm tình của ta mà cố ý cho khảo nghiệm để thăng độ khó mà thôi. Phen này giải thích kỳ thực cũng là ở vuốt mông ngựa, hơn nữa vỗ tương đương thoải mái. Là nhân đều thích nghe thổi phồng. Then chốt ở chỗ, người muốn như thế nào không để lại dấu vết đem thổi phồng nói ra, còn sẽ không khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Này người đức cao vọng trọng, bọn họ không phải là không thích nghe thổi phồng. Bọn họ chỉ là không thích cái loại này phi thường cứng rắn giới thổi. Giang Sách một bộ này thải hồng dám xem như là vỗ phi thường chuẩn. Dư Diệu rất hưởng thụ, nụ cười trên mặt sẽ không có dừng lại. Hắn tự tay chỉ Giang Sách, tiểu tử, để cho ngươi đoán lung tung tâm tư của ta, cẩn thận ta ngày nào đó thật muốn rồi mạng của ngươi. Giang Sách nở nụ cười, ta tin tưởng dư tiên sinh nhân phẩm của. Được rồi. Nghe được ta toàn thân thẳng lên nổi da gà. Dư Diệu khoát tay chặn lại, người đã thông qua khảo nghiệm, như vậy dựa theo ước định, ta sẽ phối hợp ngươi chế tạo ra xong đầu rắn độc giải dược, đi theo ta. Sau đó, hắn đối với bảo mẫu nói rằng, đi nguy phòng. Nguy phòng. Bảo mẫu nuốt nước miếng một cái, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên có chút sợ. Hiểu. Bảo mẫu đẩy xe lăn, tiễn Dư Diệu đi nguy phòng. Giang Sách cùng đôi ngư liếc nhìn nhau, từ vừa mới bà vú thần tình liền có thể biết, cái kia nguy phòng khẳng định không đơn giản. Bên trong chỉ sợ là có cái gì kinh người kinh khủng đồ đạc tồn tại. Bằng không, bảo mẫu cũng sẽ không sợ thành bộ dáng kia. Đi thôi. Giang Sách hô một tiếng, cùng đôi ngư cùng rời đi. Bọn họ đi theo bà vú phía sau, tiến nhập thang máy, đi tới tầng hầm ngầm, sau đó trở lại một cánh cửa sắt lớn trước. Cánh cửa này cùng biệt thự chỉnh thể phong cách có vẻ như vậy không hợp nhau. Biệt thự chỉnh thể rất trang nhã, tươi mát, thế nhưng cái này phiến cửa sắt lớn, giống như là trọng địa quân sự thông thường, đứng ở cửa cũng làm người ta khẩn trương bất an. Mở rộng cửa là bảo mẫu dựa theo Dư Diệu chỉ thị, ở bên cạnh mật mã khóa lại thâu nhập 8 con số mật mã, sau đó bóp lại mình vân tay, lại so với võng mạc. Một bộ tinh tế thao tác sau đó, cửa mở. Có thể sử dụng như vậy tinh vi thiết bị tới bảo tồn đồ đạc, nhất định là không giống người thường gì đó. Cửa mở ra sau, Giang Sách con mắt nhìn đi vào, liền thấy trống rỗng trong phòng để các loại chai chai lọ lọ, đây chính là nhất cá dưới đất phòng nghiên cứu. Trong đó dễ thấy nhất, chính là chính giữa phòng để một cái vòng tròn hình trụ lọ, ở trong đó tồn phóng một cái màu lửa đỏ có hai cái đầu xà. Xong đầu xà. Giang Sách chấn động trong lòng. Tuy là sáng sớm liền từ tương theo như vân, Lô Văn Diệu trong miệng biết được loại sinh vật này tồn tại, nhưng thực sự thấy thời điểm, vẫn là cảm thấy tương đương khiếp sợ. Cái này cùng lần đầu tiên chứng kiến người sống đời sống thực vật thời điểm cảm giác giống nhau. Nói nó là ma quỷ, thật là tuyệt không quá phận a. Song đầu xà tuyệt đối không phải thế giới này hẳn có động vật, nó chính là tới từ địa ngục ma quỷ. Chỉ là nhìn. Tự khiến người sinh lòng kính nể. Bảo mẫu thúc Dư Diệu vào phòng nghiên cứu, Dư Diệu giải thích, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thực nhiều năm như vậy ta vẫn không có buông tha đối với song đầu rắn nghiên cứu. Tuy là năm đó song đầu xà toàn bộ bị long mạch người mang đi, nhưng bọn hắn bỏ quên một viên trứng rắn, mà trước mắt các ngươi này song đầu xà, chính là ta lợi dụng trứng rắn ấp trứng đi ra. Dư Diệu sâu đậm thở dài, nói rằng, kỳ thực ta là một cái người ích kỷ. Ta vẫn kỳ vọng có thể ở sinh thời còn có thể đứng lên,
còn có thể thể nghiệm dùng hai chân đi bộ cảm giác, cho nên ta vẫn luôn tận sức với đối với song đầu rắn nghiên cứu, hy vọng có thể triệt để nghiên cứu ra có thể hóa giải trong cơ thể ta song đầu rắn độc giải dược. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có kết quả. Ta mặc dù đối với các loại rắn độc đều có nghiên cứu, nhưng đối với chiết cây thuật ta cũng là rốt đặc cán mai, nhiều năm qua, lại không tốt ý tứ không nể mặt ra đi tìm Trần Lão. Giang Sách, hôm nay ngươi đến, không biết có phải hay không là Lão Thiên gia xem ta thương cảm, cho ta một lần cuối cùng mình cứu rỗi cơ hội. Thì ra, Dư Diệu có cùng Giang Sách giống nhau mục đích, đều muốn chế tạo ra giải dược. Đôi ngư vừa cười vừa nói, Na Dư tiên sinh ngươi còn thiết chí cái gì khảo nghiệm a? Dư Diệu vui vẻ, ta cuối cùng phải xem Giang Sách có phải hay không nguyên liệu đó a, ta cũng không có thời gian cùng Nhất Cá Nghiệp sư liên thủ. Đôi ngư nhún vai, không có nói cái gì nữa. Giang Sách đi về phía trước một bước, chăm chú nhìn bên trong dung khí song đầu xà, hỏi, Dư tiên sinh, có thể cho ta đại khái giải thích một cái hai đầu này rắn độc chỗ lợi hại sao? Đương nhiên có thể. Lập tức, Dư Diệu liền đem song đầu rắn độc chỗ lợi hại nói cho Giang Sách. Song đầu xà, hai cái đầu rắn đều có độc, nhưng thần kỳ là, hai cái đầu rắn độc là hoàn toàn không cùng một dạng. Điều này sẽ đưa đến lưỡng chủng độc tố ở rắn trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sinh ra chiến đấu, thì có biến hóa. Nói cách khác, người bây giờ tinh chế đến rắn độc, cùng một giây kế tiếp tinh chế đến rắn độc. Vậy cũng là hoàn toàn không nhất trí. Rắn độc không nhất trí, người chế luyện huyết thanh tựu vô pháp sử dụng. Đây chính là chỗ khó. Giang Sách gật đầu, nói rằng, song đầu rắn độc sở dĩ lợi hại, là bởi vì độc tố của nó mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở biến hóa trong, không có cách nào chế tác một loại huyết thanh tới giải độc. Nhưng là, Giang Sách xoay người nhìn về phía Dư Diệu, rắn độc ở thân rắn bên trong thời điểm lúc nào cũng biến hóa. Chỉ khi nào bị rắn cắn, rắn độc tiến vào nhân trong cơ thể, tổng sẽ không lại biến hóa a. Dư Diệu sâu đậm thở dài, người sai rồi, biến hóa vẫn là tồn tại. Hắn giải thích, rắn độc khi tiến vào đến nhân trong cơ thể sau đó, kỳ biến hóa đặc tính cũng vì cải biến, cũng là thời thời khắc khắc đều nằm ở biến hóa trong. Cho nên, từng cái bị song đầu rắn cắn qua người, khả năng sinh ra phản ứng cũng không giống nhau, mỗi một khắc phản ứng cũng sẽ có bất đồng. Cũng là bởi vì con rắn kia độc không phải cố định, lúc nào cũng biến hóa, người vĩnh viễn không có cách nào căn cứ ngay lúc đó rắn độc tới chế tác huyết thanh giải độc. Quá khó khăn. Kỳ thực, nếu như rắn độc là cố định, na rất dễ dàng là có thể căn cứ rắn độc chế tạo ra huyết thanh, đem rắn độc chữa lành. Vấn đề là, hiện tại rắn độc không phải cố định. Ngươi trên một giây mới vừa chế tạo xong huyết thanh, một giây kế tiếp liền biến hóa, huyết thanh cũng phế đi. Vậy làm sao làm? Giang Sách cười khổ nói, loại này quỷ dị rắn độc vừa nhìn chính là Dư tiên sinh tay bút a, người bình thường sao có thể sáng tạo ra loại này quỷ dị đồ đạc đi ra? Dư Diệu lúng túng tằng hắng một cái, chỉ dựa vào ta một người cũng là không đủ. Năm đó ta chỉ là cung cấp đại lượng rắn độc tiến hành tham khảo, mà cuối cùng đem các loại rắn độc dung hợp vào một chỗ, cũng lợi dụng chiết cây thuật trồng vào song đầu thân rắn bên trong, là của ngươi sư phụ Trần Lão a. Giang Sách hơi khẽ cau mày, nói rằng, có thể hay không như vậy, đem hết thảy lợi dụng đến rắn độc đều bày ra, sau đó dựa theo khả năng dung hợp phương thức tới chế tác huyết thanh. Một hơi thở đem tất cả huyết thanh toàn bộ chế tác được, quản nó rắn độc làm sao biến hóa liền còn không sợ rồi. Dư Diệu lắc đầu liên tục, người nghĩ đơn giản, nếu như chỉ là có 3-4 chủng rắn độc, na dung hợp phương thức cũng chỉ có na vài loại, người nói phương thức quả thực được không? Nhưng... Giang Sách nhìn sang, hỏi, nhưng, Dư tiên sinh, người năm đó cung cấp bao nhiêu chủng rắn độc a? Dư Diệu than khổ một tiếng, 206 chủng. Ngạch, được rồi, ta buông tha loại phương pháp này rồi. 206 chủng rắn độc a. Có thể 22 dung hợp, có thể 3 loại rắn độc dung hợp, cũng có thể hơn 10 chủng, 100 chủng rắn độc dung hợp. Người muốn đem tất cả tình huống đều suy nghĩ đến. Na được có bao nhiêu loại phương thức? Hơn vạn chủng, vẫn là 10 vạn, 100 vạn chủng. Có số học tốt có thể thử tính một chút. Hơn nữa, dung hợp thời điểm, một chủng rắn độc tỷ lệ cao, thấp, đối với huyết thanh yêu cầu đều sẽ có thay đổi. Tóm lại, Giang Sách phương pháp căn bản không được không?
Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đơn giản như vậy có thể hoàn thành lời nói, như vậy Dư Diệu cũng sẽ không nghiên cứu vài chục năm còn không có bất luận cái gì tiến triển. Đôi ngư đặt mông ngồi xuống, ai, chiếu nói như vậy, cái hai đầu này rắn độc căn bản là không có giải khai a. Cái này theo ta lên tuần đùa bắn nhau giống nhau, địch nhân là một cái tốc độ cực nhanh, thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa vị trí quái vật, mà ta chỉ có thể cầm một bả súng lục nhỏ đi xạ kích, căn bản là không đánh chúng. Chỉ có thể khắp nơi nổ súng bậy, thử vận khí, khẩn cầu lên trời có thể để cho ta viên đạn bắn trúng hắn, nhưng xác suất này quả thực quá thấp, làm hại ta đánh một buổi tối chưa từng qua được. Đúng vậy, rắn độc thời thời khắc khắc đang biến hóa, nếu như tùy tiện chế tác một cái huyết thanh cưỡi độc, vậy ngươi chỉ có thể khẩn cầu lão thiên gia phù hộ, để cho ngươi cho đoán đúng rồi, vừa vặn cái này huyết thanh cùng ngay lúc đó rắn độc có thể ghép thành đôi. Xác suất này, so với mua vé số chung 5 triệu còn thấp hơn gấp 1 vạn lần a. Bên trong phòng một cái liền an tĩnh lại, không có người nói chuyện rồi, bầu không khí có một chút như vậy trầm trọng. Hồi lâu, Giang Sách tò mò hỏi một câu, đôi ngư, ngươi nói cái trò chơi này, cửa ải này boss như vậy biến thái, vậy ngươi lại muốn như thế nào mới có thể đánh thắng được đi? Tổng không phải dựa vào mông a. Đôi ngư lai liễu kính, nói rằng, dĩ nhiên không phải mông. A hát, vậy sao ngươi đi qua? Ai, sao lại ta phát hiện, trò chơi này kỳ thực có một đặc thù đạo cụ thiểm điện cái bao tay. Ta đội sau đó, mỗi ngũ giây có thể thả ra một lần thiểm điện, làm cho phạm vi trong vòng 10 thước vật thể toàn bộ dừng hình ảnh 1S. Ta hay dùng thiểm điện cái bao tay đem boss nhốt lại rồi, sau đó dùng thương xạ kích. Cứ như vậy, ta tiền tiền hậu hậu được đánh trên 100 viên đạn, mới rốt cục đem boss huyết cho đánh rớt. Boss đúng là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa vị trí, nhưng chỉ cần có thiểm điện cái bao tay, là có thể đem nó dừng hình ảnh 1S, chỉ cần phản ứng rất nhanh, cái này 1S liền cũng đủ đối với boss nổ súng xạ kích. Kế tiếp chính là tiêu hao chiến. Có đối tượng biện pháp, đánh chết boss, thuận lợi qua cửa, đó chính là chuyện đương nhiên sự tình. Đôi ngư đùa trò chơi nhìn qua cùng Dư Diệu bọn họ hiện tại gặp phải khốn cảnh cực kỳ xa, thế nhưng, đôi ngư vừa mới đề cao qua cửa phương pháp, thật ra khiến Giang Sách hai mắt sáng ngời. Hắn nói rằng, rắn độc mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa, chúng ta căn bản là không còn cách nào chế tạo ra một loại huyết thanh tới trị liệu rắn độc. Thế nhưng, đổi một mạch suy nghĩ tới muốn, chúng ta là có phải có biện pháp đem rắn độc quy định sẵn seal ở, khiến nó đình chỉ biến hóa, liền bảo trì ngay lúc đó đặc tính, sau đó chúng ta trong khoảng thời gian này chế tạo ra đối ứng huyết thanh, không liền có thể lấy đem rắn độc chữa lành. Đây thật là một cái lớn mật lại làm người ta khen ngợi ý tưởng. Cũng chính là Giang Sách rồi. Ngươi làm cho Dư Diệu loại này lão nhân gia coi như hao hết cả đời thời gian, cũng không khả năng nghĩ vậy chủng quỷ dị phương thức giải quyết. Dư Diệu hai mắt sáng ngời, nói rằng, nói cách khác, chúng ta bây giờ nghiên cứu khóa đề, từ như thế nào chế tạo ra tương đối với huyết thanh, biến thành như thế nào làm cho rắn độc ở thời gian nhất định bên trong ngừng hoạt động. Tuy là cũng rất khó, nhưng này cũng không phải chuyện không thể nào. Tỉ như ở cực thấp nhiệt độ dưới, rắn độc đúng là có thể ngừng hoạt động, không ở dung hợp biến hóa, liền bảo trì ngay lúc đó đặc tính. Có thể thử một lần. Dư Diệu lập tức đã tới rồi hứng thú, vài chục năm rồi, hắn lần đầu tiên cảm giác có hy vọng phá giải xong đầu rắn độc. Nói làm liền làm. Giang Sách phối hợp Dư Diệu bắt đầu nghiên cứu làm sao làm cho rắn độc ngừng hoạt động. Không riêng muốn đình chỉ, còn phải đình chỉ thời gian chỉ ít 3 min. Bởi vì từ tinh chế rắn độc đến chế tạo xong huyết thanh, ở toàn bộ thiết bị, dược liệu đều đủ dưới tình huống, ít nhất là cần 3 min thời gian. Bọn họ ngay từ đầu liền khiến cho dùng đông lạnh phương thức. Không thể được. Nếu muốn làm cho 206 chủng rắn độc toàn bộ ngừng hoạt động, nhiệt độ kia ít nhất là dưới 0-10 độ, làm rắn độc tiến nhập nhân thể sau đó, liền cần để cho người ta nhiệt độ cơ thể bảo trì ở dưới 0-10 độ. Điều này sao có thể? Nhân nhiệt độ cơ thể giảm xuống trở về không dưới 10 độ, còn 3 min, đã sớm chết thấu thấu. Trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp có thể cho rắn độc ngừng hoạt động? Có thể giải quyết vấn đề này, là có thể trị liệu rắn độc. Giang Sách cùng Dư Diệu hai người, là từ hừng đông nghiên cứu đến bầu trời tối đen, lại từ bầu trời tối đen thí nghiệm đến hừng đông, hai người đều tối vành mắt.
Giang Sách thân thể khỏe mạnh, không có chuyện gì, dư rượu có thể ăn không cần thiết rồi. Ở bà vú tỉ mỉ hầu hạ dưới, dư rượu nghiên cứu một đoạn thời gian đi nằm ngủ một chút, tỉnh ngủ tiếp tục nghiên cứu, vẫn duy trì cực cao công tác cường độ. Vài chục năm rồi, cho tới bây giờ không có điên cuồng như vậy làm việc qua. Rốt cục, ở ngày thứ năm buổi chiều, bọn họ sáng tạo ra một loại cực kỳ phương thức đặc thù tới làm cho rắn độc ngừng hoạt động. Một loại hao phí Giang Sách, dư rượu hết thảy tế bào não vừa muốn đi ra phương thức ngất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.